Kính bạch Đại Đức Thượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch quý chư tăng, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2016. Chúng con có cơ duyên cơ hội về đây, thành phố Vancouver nắng ấm này để tham dự Pháp hội Vô Lượng Thọ, cộng tu niệm Phật 2 ngày do Đại Đức Thích Giác Nhàn từ San Jose, California đến đích thân hướng dẫn. 2 năm trước, vào khoảng tháng 10 năm 2014, Thầy đã đến Vancouver từ tỉnh Thất Quang Âm, Lâm Đồng, Việt Nam, mang pháp âm vi diệu của pháp môn niệm Phật đến với toàn thể đồng bào Phật tử Việt Nam. Sau 2 ngày cộng tu, Phật tử từ Vancouver đã chia tay với một niềm cảm xúc bàng bạc, sự nuối tiếc những phút giây vi diệu tràn đầy an lạc. Lời nguyện sau cùng của toàn thể Phật tử Vancouver là chúng con chờ đợi năm 2016. Nếu hội đủ duyên lành, xin Pháp Sư từ bi hoan hỷ quang lâm đến Vancouver một lần nữa để chúng con có thể kết duyên với pháp môn tịnh độ được sâu dày hơn nữa. Lời nguyện hôm nay đã được chư Phật chứng minh, pháp hội thành tựu và Thầy đang có mặt tại hội trường hôm nay. Kính mong chư vị hãy chào mừng Thầy bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt hoan nghênh Thầy đã chiếu cố đến Phật tử Vancouver cùng tất cả các Phật tử khác đến từ nhiều nơi của Canada và Hoa Kỳ. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, ngày nay pháp môn tịnh độ không còn xa lạ với chư vị đồng tu, nhưng con đường trước mắt của chúng ta là làm thế nào để cởi bỏ mọi não phiền mà chúng ta đang đeo níu. Những não phiền đã dìm chết đời ta qua vạn kiếp luân hồi và qua vô lượng hóa thân. Rồi một duyên may tình cờ, ta được gá vào thân người, tấm thân tứ đại mà cha mẹ đã trao cho ta để từ đó làm nên tất cả. Nhưng chẳng có một hứa hẹn nào trên cõi đời này rằng kiếp lai sinh ta sẽ trở lại thân người, biết được Phật Pháp và tiếp tục con đường tu tập như ta đang theo đuổi hiện nay. Kinh sợ con đường tử sinh, con đường đi vào cửa tử, một mình bơ vơ, lạc lõng, không bạn bè, không quyến thuộc, không nơi nương tựa, lầm lũi trên con đường đầy má chướng để trở về quê xưa. Nhưng hãy ý thức được rằng, đường về căn nhà thế tục có thể tính bằng cái số, nhưng đường về quê xưa, đường về quê hương tịnh độ mà ta đang dõi tìm thì mịt mùng và xa, chập trùng xa. Tin lời Phật dạy, tin vào pháp hành của bao chư tổ truyền thừa, pháp môn niệm Phật là chiếc phao cuối cùng của chúng sanh đang trôi dạt trong biển đời khổ ải. Đại sư Ấn Quang tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông đã để lại
lời dạy vô cùng quan trọng. Trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành những pháp môn khác khó có thể thành tựu, duy chỉ có pháp môn niệm Phật nương theo tha lực của Phật A Di Đà chắc chắn dễ dàng thành tựu trong một đời vãng sanh thế giới cực lạc. Chúng ta đang theo đuổi pháp môn niệm Phật, ngưỡng mong đại chúng hãy nỗ lực tinh cần để chóng thành tựu lời nguyện một đời vãng sanh Tây Phương cực lạc. Kính thưa quý liên hữu đồng tu, Vancouver đã hội đủ duyên lành. Pháp sư Giác Nhàn đã đến đây với tấm lòng rộng mở và tâm từ bi vô hạn. Thầy đến đây để chia sẻ cùng quý vị những kinh nghiệm quý báu của một người đã hành trì miên mật pháp môn niệm Phật. Thầy trở lại Vancouver với tâm hoan hỷ, mang đến cho đại chúng một luồng sinh khí có mãnh lực đánh thức những ai còn mê trong trạng thái thùy miên, khuyến tấn những ai đang hành trì pháp môn niệm Phật mà thân tâm mỗi ngày mỗi an lạc, dứt bỏ được mọi não phiền và mỗi ngày mỗi thấy rõ được con đường mình đang đi. Hôm nay đây, quý liên hữu đồng tu đến để nghe và suy ngẫm những lời giảng dạy của Thầy nhằm củng cố cho mình một niềm tin và chọn cho mình một hướng đi thích hợp trong quãng đời còn lại. Con Quảng Đạt, đại diện cho ban tổ chức, xin tuyên bố khai mạc Pháp hội Vô Lượng Thọ và niệm Phật 2 ngày. Ngưỡng nguyện chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho Pháp hội Vô Lượng Thọ được thành tựu viên mãn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh khai mạc của pháp hội ngày mùng 2 tháng 7 năm 2016, Quảng Đạt đã thay mặt cho ban tổ chức dâng lên lời khai mạc bằng tất cả tấm lòng quý kính của mình. Chúng tôi ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến. Và giờ đây xin mời các vị trong ban thỉnh sư, chúng ta đặt những cái lẵng hoa vào vị trí của mình và trở lại vị trí ngồi để chúng tôi vào buổi giảng trong sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2016. Giảng Nhàn đang có mặt tại hội trường thành phố Vancouver, Canada để tổ chức pháp hội cộng tu 2 ngày. Thưa quý vị, trời Canada hôm nay nắng ấm chan hòa. Theo như thời tiết báo, chúng tôi đặt chân đến Canada là hôm nay thứ Bảy là trời mưa. Tuy nhiên, được sự gia trì của chư Phật, chư Thiên Long Thần Hộ Pháp, Bát Bộ Kim Cang hộ trì tam bảo, gia hộ cho trời nắng ấm để các vị Bồ Tát đến Pháp hội Vô Lượng Thọ tham dự cộng tu 2 ngày. Quý vị quan hiểu không ạ? Trong lòng dạt dào cảm xúc chờ đợi trong 2 năm qua, cũng tại thành phố này, trong 2 năm qua chúng tôi có mặt năm 2014 và tổ chức pháp hội 2 ngày cộng tu thành công viên mãn, và cũng ban tổ chức này tiếp tục năm 2016 đã phát nguyện cho nên mười phương chư Phật phóng ánh ngọc hào quang chứng minh cho tâm nguyện của ban tổ chức và tâm nguyện của Giác Nhàn, cũng như là tâm nguyện của toàn thể quý Phật tử có mặt trong ngày hôm nay đến đây tham dự cộng tu 2 ngày. Và đặc biệt hơn nữa, hiện tại trên vệ tinh TV toàn cầu đang phát sóng trực tiếp online, đây là đạo tràng trên không trung mà
gia đình Dư Âm Đức Quang trong hơn 2 năm qua đã phát triển vệ tinh TV toàn cầu. Quý vị cho những vị ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đang có mặt trong vệ tinh một tràng pháo tay. Chúng tôi được cơ duyên sang hải ngoại để hoằng pháp, đó là sự gia trì gia hộ của chư Phật nói chung cũng như là Đức Phật A Di Đà giao sứ mạng để đem cái pháp môn niệm Phật sang hải ngoại để truyền thừa cho nhân loại. Nếu ai chân thật làm người con ngoan của Đức Phật A Di Đà, cả đời mình dấn thân hy sinh phụng hiến để hộ trì chánh pháp, nhất là pháp môn niệm Phật trong thời mạt pháp này, tức thì mình trở thành con của Phật A Di Đà. Khi mình trở thành con của Phật A Di Đà thì mình nhận được cái kho báu của người cha trao cho mình. Mỗi lần khi chúng tôi cảm giác nghĩ mình là con của Phật A Di Đà, không hiểu sao trong lòng lông tóc nó dựng đứng và gần như nước mắt tuôn trào, vì mình đã đi tha phương sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp, quên nơi cha lành của mình ở bên cảnh giới viễn xứ Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay mình ngồi lại lắng động tâm tư, ôn lại những gì người cha mình chỉ vẽ cho mình, để cho mình có một hướng đi minh triết trong quãng đời còn lại. Hôm nay chúng tôi nhìn xuống quý vị hiện diện có mặt trong pháp hội, cũng như những người được đang online trực tiếp trên vệ tinh TV toàn cầu, và những người sau khi chiếc đĩa này xong họ được nghe trên trang web vô lượng thọ.vn, họ phát lại trong vô lượng thọ, trong vệ tinh tv.com. Chắc là họ cũng không ngưng được dòng cảm xúc mà trong tâm chúng tôi đang dâng trào những cảm xúc này. Mình là những đứa con cùng tử đang đi lang thang lạc loài luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến hôm nay. Không biết khi chúng tôi nói đến cái cảm giác mình là con của Phật A Di Đà thì không biết quý vị có cảm xúc gì hay không, mà riêng bản thân chúng tôi cảm xúc rất lớn. Đã từ lâu chúng tôi biết niệm Phật từ còn thở bé, từ 12 tuổi đi tu bắt đầu biết niệm Phật, nhưng mình không biết có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và mình không biết có Đức Phật A Di Đà. Nhưng khi mình niệm Phật thì Phật A Di Đà vẫn ở trong lòng mình, vì mình với Phật không hai. Lắng nghe chỗ này ha. 2 năm chờ đợi của quý vị và trông chờ của chúng tôi khi đặt chân đến Hoa Kỳ ngày 26 tháng 4 năm 2015. Đến hôm nay chúng tôi chờ đợi cái pháp hội này, cho nên hôm nay cái nhân duyên đã thành tựu trong lòng vô vàn cảm xúc. Nhất là ban tổ chức đã dày công nhiều tháng qua đã hình thành một cái pháp hội. Chúng tôi nghĩ nếu không phải là những vị trong ban tổ chức là những người Bồ Tát được Phật A Di Đà giao công việc trọng đại thì họ không thể làm được đối với xứ ở hải ngoại này. Cho nên những vị Bồ Tát có tấm lòng vị tha cao cả, hôm nay trang hoàng một cái pháp hội vô cùng trang nghiêm thanh tịnh, ẩn chứa một sự mầu nhiệm thiêng liêng mà khi chúng tôi bước vào trong này có cảm xúc. Cảm xúc này phải chăng là do ban tổ chức và tấm lòng của quý Phật tử trông chờ bao nhiêu ngày hôm nay ở các nơi đến đây
để tham dự pháp hội 2 ngày. Từ nơi tâm tưởng cảm xúc của quý vị đi vào lòng của chúng tôi, làm chúng tôi dâng trào những niềm hoan hỷ vô biên cùng tận. Cho nên trong buổi giảng hôm nay, chúng tôi muốn nói đến các vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp. Từ khi ở đất nước Việt Nam lập ra Tịnh Thất Quan Âm năm 2007, vì tâm nguyện chúng tôi muốn có một cái nơi cảnh già lam yên tĩnh để nuôi cha mẹ, vì người mẹ là sư cô Liên Phương mà quý vị đã coi cái đĩa sư cô đã vãng sanh, là người hy sinh với chúng tôi rất lớn. Cho nên muốn cuối đời của bà được vào trong cảnh giả lam, và muốn thân phụ chúng tôi cũng vào cảnh giả lam, là vào cảnh chùa. Cho nên chúng tôi thiết lập Tịnh Thất Quan Âm năm 2007. Nhưng lúc đó thì còn sơ sài thiếu thốn, che dừng bằng bạc những mái tôn, mưa sa gió táp, rất là thiếu thốn. Sau đó rồi gặp lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không, ngài chỉ dạy rằng nếu ai nhất môn thâm nhập một bộ kinh Vô Lượng Thọ tụng 3 năm, một câu Phật hiệu niệm 3 năm, chắc chắn quý vị có sự thành tựu. Từ khi vâng lời lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không vào năm 2010 và năm 2014, chúng tôi có gặp ngài ở bên Hồng Kông 2 lần. Và vâng lời theo thầy ân sư Thượng Tịnh Hạ Không, một bộ kinh Vô Lượng Thọ tụng 3 năm, một câu Phật hiệu theo như âm điệu hồi nãy chúng tôi niệm với quý vị đó, niệm 3 năm. Không ngờ 3 năm gầy dựng cái nhân niệm Phật A Di Đà tụng Vô Lượng Thọ mà mình không phải là còn kẻ cùng tử thiếu thốn lang thang trong cõi đời này nữa, mà chính thức trở thành con của Phật A Di Đà. Cho nên hôm nay chúng tôi nói đến mình là con của Phật A Di Đà, đi làm việc cho Phật A Di Đà vô vụ lợi. Cái niềm cảm xúc và câu nói này nó lớn trong tâm lắm, vì đây là lời nói và hành động nó đi đôi với nhau, chứ không phải lời nói mà không có nội dung và không có hành động. Từ một nơi cảnh già lam, không đủ ăn, không đủ mặc, một cái bình ga không có tiền mua, và sống với thân phụ không đủ tiền sinh sống, là do đời trước mình không có tích lũy tài, không biết bố thí cúng dường, sanh ra đời này thiếu kém mọi bề. Và đời trước không biết ăn chay phóng sanh, cho nên đời này bệnh hoạn eo ọt. Chúng tôi là người bệnh hoạn eo ọt. Lúc còn nhỏ chưa đi tu, thân mẫu chúng tôi hay nói con phải ăn bún bò và heo nó mới có sức, mà cứ càng ăn thì càng mất sức. Ngon. Và bệnh hoạn nhìn thân tướng nó không ra cái con người như vậy. Cái con người như vậy là được cái công đức Phật hiệu nhờ ngôi nhà Tam Bảo nung đúc ra cái thân này. Cái lúc trước quý vị mà ngồi nhìn chúng tôi, quý vị chắc không dám nhìn, nó xấu như con ma. Phước tướng không có, thọ mạng thì ngắn ngủi, bệnh hoạn, nghèo khổ. Vậy mà từ dạo ấy đến nay là 2007 đến hôm nay 2016, nhận Đức Phật A Di Đà là người cha, là phú trưởng giả. Và phú trưởng giả này cho mình một công đức Phật hiệu bất khả tư nghị. Và công đức Phật hiệu này chứa đựng thọ mạng,
Cho nên đúng ra thọ mạng hôm nay không còn. Vì theo như tử vi chấm á, là 35 tuổi hết đời, hạn sử dụng đến đó thôi. Ông Thìn ở tại Ban Mê Thuộc, ông thân với thân phụ chúng tôi, ông nói tôi chấm tử vi ít có sai. Tử vi là nói đến cái quả, nhắm được và tìm được cái quả của thọ mạng con người bao nhiêu. Hòa Thượng Tịnh Không thì 45 tuổi. Nhưng mà không phải nó là cố định, nó bất định, có thể nó thay đổi được. Có thể mình sát sanh nhiều thì có thể sớm hơn 35 tuổi. Mình phóng sanh ăn chay có thể nó kéo qua khỏi 35 tuổi. Thế mà nhờ cái công đức tu hành, nhận cha của mình là Đức Phật A Di Đà, và năm 30 tuổi đến núi Voi ở tại nơi đó, sống trong cảnh thiếu thốn bần cùng cơ hàn. Chúng tôi mà nhớ đến cái cảnh đó là chúng tôi nói nó thiếu thốn mọi bề. Cũng đi giảng pháp, cũng đi cúng kiến, cũng đi coi phong thủy, đám ma, đám chay làm hết, đám giỗ, đám gì cũng làm, đám cưới không đi thôi. Vậy mà vẫn thiếu. Thì nghe Hòa Thượng nói rằng nếu mình chân thật, mình lão thật ở tại nơi cái chùa của mình niệm Phật thì Long Thần hộ pháp ở đó sẽ gia hộ cho quý vị. Còn quý vị bỏ chùa, quý vị đi hoài, hộ pháp cũng bỏ đi luôn. Mình không có ở nhà mình tu tập, cho nên cái chùa nó không có ấm cúng, lạnh tanh như chùa Bà Đanh. Mình làm không lại hộ pháp đâu, mình bươn chải gì cũng phân bằng hộ pháp gia trì đâu. Cái tiếng nói của chúng tôi hôm nay muốn nói lên trên toàn thế giới là những ngôi chùa nào, những ngôi nhà nào nếu trở thành một đạo tràng của Đức Phật A Di Đà thì ăn không hết, xài không hết, dư giả đem đi cho người khác. Lời nói của Hòa Thượng Tịnh Không. Bước đầu chúng tôi còn ngỡ ngỡ, nghi nghi, ngờ ngờ, nhưng không biết có duyên sao tin Hòa Thượng Tịnh Không quyết liệt ở tại tỉnh Thất Quan Âm. Sau một thời gian thì Tam Bảo gia trì, bắt đầu từ 3 bà cụ, 5 bà cụ, 200 bà cụ. Và khi ở Vancouver hết một cái lộ trình hoằng pháp 2014 là 800 bà cụ. Dư ăn, dư mặc. Mỗi lần Tết là sắm mỗi người phải một bộ đồ là 800 bộ đồ, 800 đôi dép, 800 cái mũ, mùa lạnh đó mà, mũ len. Và 100 sư cô, 400 chú là 1.300 người trong đó. Hòa Thượng mới nói rằng đạo tràng đông quá thì sẽ có sự cố xảy ra. Vì sao sự cố xảy ra? Bởi vì đạo tràng của những nơi khác không đông, cho nên sẽ lắm người ganh ăn ghét ở. Vì giàu cho người cư sĩ là con Phật hay tu sĩ mang dòng họ thích con Phật, nhưng họ chưa buông xả hoàn toàn tâm phân biệt chấp trước hơn thua tranh giành còn, cho nên họ đến phá đạo tràng của bạn. Nhưng mà bạn yên tâm, luôn luôn chánh phải thắng tà. Dầu cho tà mạnh mẽ như thế nào, nhưng cuối cùng chánh phải thắng tà. Và một cái điều chúng tôi nghe Hòa Thượng nói rằng nếu mà Ngài Linh Minh Nam nói nếu mà ông giảng hay á thì ông không có đất cấm dùi, mà ông giảng dở không ai nghe. Thế vậy giờ ông muốn gì đây? Ông muốn giảng hay hay giảng dở? Kêu cũng muốn giảng hay, không có đất cấm dùi, đi lang thang cũng được. Đúng vậy, 17 năm trong nhà bà Hàng quán trưởng, 13 năm ở tại Đài Loan không có một mảnh đất cấm dùi. Mãi đến 2011 là 50 mấy 60 năm mới có được một cái nhà tại Hồng Kông. Có một vị Phật tử, ông đã cúng dường cho Hòa Thượng một cái nhà tại Hồng Kông.
suốt cuộc đời chỉ là một vị thầy giáo và lấy những cái hội trường này trở thành cái chùa mình, không xây chùa. Lão An Sư Thượng Tịnh Hệ Hạ Không này đi trên con đường rất là tuyệt vời. Chúng tôi thì có cái duyên may được còn chút phước lập được cái tỉnh Thất Quan Âm và khu chiên tu. Không hiểu sao người ta đổ về ào 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 ào, đổ về quá đông, cho nên thành ra có nhiều sự cố xảy ra. Và sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi sắp xếp đầu vô đó cho 350 bà cụ ở lại. Thì 800 người thì 450 người xuống hai chùa hộ pháp, chùa Pháp Thường. Quý sư cô xuống chùa Pháp Thường, quý chú chia ra bớt, thì coi như là hiện tại bây giờ là còn 500 người. Ở khu chuyên tu 50 nữa là 550, cộng Phật tử đi đi về về thì khoảng 100 người nữa là thường xuyên trên đỉnh Thất Quan Âm là 600 người. Và không hiểu sao 600 người này trong ngôi tỉnh thất không buôn bán, không làm rẫy làm rừng và không làm bất cứ sự việc gì cả, mà đủ ăn, đủ mặc, nhiều lúc dư ăn, dư để. Thưa quý vị, từ khi sắp xếp tỉnh Thất Quan Âm năm 2014, khi đầu tiên đặt chân ở Vancouver, xuống Calgary, Montreal, Toronto, New York và về lại Việt Nam sắp xếp pháp hội, và đặc biệt năm 2014 có hai cái 19 tháng 9 lễ Viếng Quan Âm, chúng tôi tổ chức hai lần lễ Viếng Quan Âm thành tựu, nhất là chùa Đại Tùng Lâm. Cái số lượng người đến đó mà ở suốt qua đêm, chúng tôi tổ chức từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, thì cái chùa này chứa vào tầm khoảng 70.000 người. Chúng tôi để 70.000 đĩa ở ngoài cái cổng tam quan, khi họ vào xe 50 phát 50 đĩa, xe 25 và người phát 25 đĩa, chiếc Honda vào cũng phát một đĩa, không có sót một người. Và số lượng người đếm trong đầu đĩa là năm 2014, hai cái lễ đó đều 70.000 người. Thì trước khi rời khỏi đất nước Việt Nam sang hải ngoại, chùa chiền sắp xếp đâu vô đó, thì lễ Viếng Quan Âm 19 tháng 2 năm 2015 là 80.000 người. Thì cái số lượng người đi đến với chúng tôi, họ còn tin tưởng và hưởng ứng. Vì trong quá trình nhiều năm qua, chúng tôi đã đem cái pháp môn tịnh độ đi vào lòng của họ và củng cố được một cái niềm tin rất là vững chãi. Cho nên dầu chúng tôi gặp nhiều biến cố gì đi nữa, họ vẫn giữ được tín tâm. Trong lòng mà nửa lo mà nửa mừng. Mừng là mình đáp ứng được cái tâm nguyện cho ban tổ chức là 2 năm sau trở lại đây. Nửa lo là không biết hôm nay có ai hay là mình giảng dưới ghế. Nhưng mà nghe báo thì chủ nhật 300 hoặc hơn, nhưng thứ bảy họ đi làm neo. Thì chúng tôi mới nói rằng từ nơi San Jose chúng tôi bay qua Boston làm một cái lễ phóng sanh, buổi sáng đã giảng cũng gần 400 người, và đến Boston tổ chức một cái buổi phóng sanh trên du thuyền 250 người. Sau khi phóng sanh ở Boston, có một cái gia đình cô Phật tử, đây là một gia đình mà hộ pháp rất là đắc lực, tiền của không có, mượn của anh em, phát nguyện là 10.000 đô phóng sanh trên chiếc du thuyền ở tại cái biển ở Boston. Và khi phát nguyện như vậy, Phật gia hộ, các Phật tử khác đổ dồn vô làm một cái lễ phóng sanh 20.000 đô, rất là thành tựu viên mãn. Và sau khi phóng sanh ở Boston xong, chúng tôi về Montreal sắp xếp cái pháp hội để cho ngày 3, ngày 4 tháng 9. Chúng tôi khi bay đến đây thì trong lòng nửa mừng nửa lo,
nữ mừng là mình đã được Phật tử ban tổ chức vẫn còn tin tưởng hưởng ứng khi họ xem qua Tịnh Thất Quan Âm và những địa giảng của chúng tôi hoằng pháp trên 15 cái pháp hội ở bên Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ pháp hội này để tính về sau thì còn lại 16 cái pháp hội kể từ pháp hội này. Vì vậy chúng tôi rất là vui mừng khi đón nhận những tấm lòng của các vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp, nhất là pháp môn Tịnh Độ trong thời mạt pháp này vẫn còn tin tưởng chúng tôi. Nếu ai còn tin tưởng chúng tôi, dầu là một người, chúng tôi cũng đem pháp môn Tịnh Độ này để giúp cho họ cho đến thọ mạng hết, thân không đau bệnh, tâm không hôn mê, Phật và Thánh chúng tay cầm đài vàng, tiếp dẫn người đó vãng sanh cực lạc. Đó là lý tưởng, lý là lẽ sống, tưởng là mơ ước của chúng tôi. Cho nên hôm nay không những một người mà gần cả trăm người ngồi trong này. Đó là một cái pháp duyên mà Hòa Thượng Tịnh Không nói. Lần đầu tiên tôi đến hải ngoại hoằng pháp là đặt cái pháp hội Tịnh Tông tại Vancouver. Tôi mong được 50 người là mừng lắm. Vì cuộc sống ở đây rất là cao. Họ phải vì cơm áo gạo tiền, ăn mặc ở bệnh, họ không có rảnh mà đi tu. Cho nên mở pháp hội đừng quá 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày hoặc 3 ngày trở lại, chứ 1 tuần là mình giảng dưới ghế. Vì vậy chúng tôi khi đến đây rất là hân hạnh, vinh dự được quý Phật tử ban tổ chức là những người hộ pháp đã thiết lập một cái pháp hội mà chúng tôi có cái cảm xúc trang nghiêm, thanh tịnh, đem bằng cái đồng tiền chân thật, mồ hôi, nước mắt của mình bỏ ra để trang trí hội trường, thỉnh một vị pháp sư đến để thuyết pháp về pháp môn Tịnh Độ. Đó là hộ pháp. Nếu hôm nay không có gia đình của Quảng Tánh, Quảng Đạt và Trí Năng và một số các Phật tử mà làm trong ban tổ chức bỏ tịnh tài bằng tấm lòng chân thật của mình, không những bỏ tịnh tài mà bỏ công sức của mình để thiết lập một cái pháp hội, thì chúng tôi không thể đến đây giảng được. Quý vị công nhận vậy không ạ? Không thể đến đây không nhận giảng được. Và phía bên chúng tôi gọi là hoằng pháp, nếu không có tu hành đúng với chánh pháp, gọi là truyền đạo mê tín dị đoan, thì Phật tử xem lại những cái lộ trình chúng tôi đi á, thì chắc người ta cũng bỏ chúng tôi. Cho nên nếu con người hoằng pháp là vị pháp sư không chân thật tu hành vì một đời này đem chánh pháp của Như Lai, hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài, đem cái chánh pháp của Như Lai hoàn truyền cho vạn loài, cho chúng sanh, đó là nhiệm vụ của người tăng sĩ. Và mục đích đem cái lợi cho họ là cái lợi giải thoát sanh tử luân hồi, còn mình không mong cầu lợi dưỡng. Đó là lộ trình của những người tăng sĩ. Hôm nay chúng tôi muốn những vị tăng sĩ trẻ dấn thân hy sinh phụng hiến đem cái pháp môn Tịnh Độ hoằng truyền cho nhân loại, mà hoằng truyền trên đường truyền internet, phổ biến đạo tràng trên không trung. Năm 2014 chúng tôi đặt chân tại Vancouver thì nhận được thông tin của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài đưa ra một cái thông điệp rằng tôi rất mong những tăng sĩ trẻ của mỗi sắc dân, của mỗi chủng tộc trên toàn thế giới đem cái pháp môn Tịnh Độ này phổ biến cho toàn thế giới qua mạng lưới internet. Và khi chúng tôi nhận được cái thông điệp này, trong lòng ôm ấp mong mỏi, thì đặc biệt nhân duyên đã đến là cuối 2014 đầu 2015, gia đình của Diệu Âm Đức Quang mà phía bên dưới nhìn lên bên tay trái, quý vị nhìn lên thấy anh đang ngồi, anh xách cái cục vệ tinh từ bên San Jose miền Bắc Cali Hoa Kỳ, đang ngồi điều chỉnh trực tiếp trên hệ thống TV toàn cầu. Và với số lượng người hiện tại bây giờ họ kéo xuống là gần 45.000 người.
Và hiện tại những cái đất nước như Việt Nam vào giờ khuya thì loại trừ ra họ đang ngủ thì tầm cũng vài chục ngàn người, 20-30 ngàn người trên toàn cầu họ đang trực tiếp online. Chỉ cần một cái điện thoại có thể họ vào, họ ngồi bất cứ chỗ nào. Đây là một hệ thống vệ tinh toàn cầu mà chúng tôi đã đưa vào sử dụng trong gần một năm qua. Và Vía Quan Âm 19 tháng 6, 19 tháng 2 ở San Jose là ngày 27 tháng 3 vừa rồi, là 1.600 người tại San Jose lạy chung với chúng tôi qua vệ tinh. Trước khi rời khỏi Việt Nam và Pháp hội Vía Quan Âm ở tại Đại Tùng Lâm, là chúng tôi có cái tư tưởng muốn đem cái đạo tràng Ngũ Bách Danh này để lên trên không trung, để khi chúng tôi lạy thì toàn thế giới lạy. Vì đạo tràng ở dưới mặt đất nó sẽ có giới hạn, dầu cho chứa 200.000 người thì Đại Tùng Lâm vẫn giới hạn. Đại Tùng Lâm nếu mà chứa đúng mức của nó khoảng 120.000 người là hết. Nhưng đạo tràng trên không trung này thì họ ở tại nhà, họ chỉ cần có internet thì có thể là vài triệu người, không thành vấn đề. Chúng tôi muốn đi trên con đường này. Mà Hòa Thượng Tịnh Không đã gửi cái thông điệp này trong nhiều năm qua. Mà năm 2014 chúng tôi bắt nhịp được cái phương tiện này và cái thông tin này. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi đang nói tại đây thì trên vệ tinh trong nhà của họ chỉ cần TV, iPad, hoặc là vi tính laptop, hoặc điện thoại Samsung, hoặc là Apple, iPhone vân vân, họ đều có thể xem được hết trực tiếp live. Thưa quý vị, đây là những người hộ pháp mà chúng tôi nói công đức người hộ pháp lớn hơn hoàng pháp. Vì người hoàng pháp giống như là giáo viên, và người hộ pháp giống như là hiệu trưởng. Vì người hiệu trưởng này có cái trách nhiệm phải trông coi cả trường học, còn người giáo viên chỉ có đến giảng dạy rồi đi thôi. Lời này Hòa Thượng Tịnh Không nói. Hôm nay chúng tôi tán thán những người trong ban tổ chức mà trong gần 30 cái pháp hội từ Hoa Kỳ cho đến Canada hết lòng tán thán và khâm khen những vị hộ pháp. Nhất là khi chúng tôi đến San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, là được gia đình Diệu Âm Đức Quang mời chúng tôi đến và sắp xếp chỗ ở cũng như là những cái pháp hội mà trong một năm qua chúng tôi đã làm tại San Jose 13 cái pháp hội. Cái pháp hội đầu tiên là lễ Vía Quan Âm 31 tháng 7, 1 tây tháng 8, 2 tây tháng 8 năm 2015 ở tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, và trải trường nhiều pháp hội mà gia đình đã hết lòng sát cánh bên chúng tôi. Cho nên hôm nay chúng tôi đi đâu, anh xách cái cục vệ tinh này đi theo đó để cho tiếng nói của chúng tôi live trực tiếp trên toàn cầu. Tuy rằng công việc làm ăn business rất là lớn, tuy nhiên gác bỏ để tích lũy công đức và làm một người con ngoan của Phật A Di Đà. Quý vị cho anh chàng trung niên này một tràng pháo tay. Một cái pháp hội đúng nghĩa là một pháp hội mà mọi người ở nhà xem được, tu được, niệm Phật được và nghe pháp được. Chỉ trong vòng 2-3 giây chúng tôi nói đi trên toàn cầu họ nghe được. Chúng tôi có một cái kỷ niệm khi đến Vancouver mà nhận được thông điệp của Hòa Thượng Tịnh Không trong 2 năm qua. Cái biến cái mơ ước của Hòa Thượng Tịnh Không là muốn cho tăng ni trẻ đem cái pháp môn tịnh độ. Vì Hòa Thượng nói tôi già rồi. Năm ngoái là Hòa Thượng nói ngài 89 tuổi. 88 tuổi, 89 tuổi khoảng đó. Năm nay ngài 90. Tôi không có sức khỏe có thể đem cái pháp môn tịnh độ này phổ biến trên toàn thế giới. Bởi vì cái pháp môn này nó tối ư là quan trọng. Bởi vì trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nói rằng một chuỗi dài 10.000 năm mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Tịnh độ thành tựu. Trong kinh Đại Tập, Hòa Thượng Tịnh Không nói rất rõ, 1.000 năm đầu giới luật thành tựu. Tâm người ta thanh tịnh sẵn, người ta tu giới luật thành tựu, gọi là chánh pháp.
1000 năm sau tượng pháp thiền định thành tựu, 10000 năm mạt pháp tịnh độ thành tựu. Tuy nhiên có những người căn lành gọi là thượng căn thượng trí, họ vẫn tu thiền định họ thành tựu được. Nhưng riêng bản thân mạt nhân Sa Môn Thích Giác Nhàn không có cái cửa và không có đủ khả năng để tu thiền. Chân thật là như vậy, chỉ chân thật niệm một câu Phật hiệu, chân thật tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, và chân thật một đời này phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là lời nói của lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không. Vì vậy cho nên hôm nay cái pháp hội Vô Lượng Thọ là pháp hội được sự gia trì của chư Phật rất lớn. Chúng tôi muốn nói cho quý vị, khi mà chúng tôi đóng một chuyến tàu, những cái tượng Phật rất là đẹp, nhưng mà chắc ngày mai mới cho, chứ hôm nay cho cái rồi nhậm ở nhà luôn, cái ngày mai chứ không có ai, cái kẹt thầy dữ lắm. Rồi quà chúng tôi đóng rất là tuyệt, nhất là cái cuốn Sự Kiện Quan Trọng Trong Đời Người và cuốn 48 Lời Nguyện vừa lạy vừa tụng. Một số quà mà nghe nói cũng nhiều lắm. Đáng lẽ hôm nay không có mặt ở đây, bên hải quan ở tại Canada họ giữ, họ không cho mang vô, vì họ nói khai không đầy đủ. Trong đó có tượng Phật mà nói khai không có tượng Phật. Quảng Tánh với Quảng Đạt hai cha con cứ chạy lên chạy xuống, coi như là ướt đẫm mồ hôi, khổ cực vì cái miếng món quà này. Chúng tôi nói thực sự, những vị Phật tử mà có nhân duyên nhận được quà thì Quan Âm Bồ Tát Phật A Di Đà chư Long Thiên Hộ Pháp sẽ lấy quà ra, yên tâm. Thì cô Quảng Tánh cô nói không biết chừng nào lấy, mà giờ con thấy con lo quá đây nữa, kêu yên tâm. Cuối cùng gọi điện kêu rằng có rồi. Chúng tôi và ban tổ chức chuẩn bị từng chút những món quà mà làm bằng tâm chân thật, không phải bán mà đang đem ra tặng cho quý vị để bòn mót cái công đức để gửi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải mình muốn cho đời sau mình được thông minh trí tuệ, hay nói khác hơn là giàu có. Cái đời này nó rất là ngắn ngủi, mà cái đời sống con người ở cảnh Vô Lượng Thọ là cảnh giới Cực Lạc, tuổi thọ bằng với tuổi thọ của Phật A Di Đà. Bất cứ một chúng sanh nào khi vãng sanh về cõi con, thọ mạng bằng với con. Đó là Đức Phật A Di Đà, xưa kia là Pháp Tạng Tỳ Kheo, đối trước Đức Phật Thế Gian Từ Tại Vương Như Lai có phát 48 lời nguyện. Quý vị về coi lại 48 lời nguyện rất là rõ ràng. Nhưng có một số các thầy, các hòa thượng, một số các tăng ni, Phật tử không chấp nhận 48 lời nguyện là của Phật A Di Đà, bởi vì Đại Thừa là phi Phật thiết. Bởi vì họ học bên cái nguồn của Nikaya Ấn Độ, cho nên thành ra họ không chấp nhận. Dĩ nhiên bàn bạc trên mạng quý vị xem họ không chấp nhận. Có địa ngục, có kinh Địa Tạng, có kinh A Di Đà, coi như là hệ thống về bên Bắc truyền á, là họ bác hết toàn bộ. Mà trong khi đó là Hòa Thượng Trí Tịnh là một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng, dịch tất cả những bộ kinh về Đại Thừa, Đại Bưu Tích, Pháp Hoa, Địa Tạng, Lăng Nghiêm, Niết Bàn, Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà v.v. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói trong cái thời đại mạt pháp này, tà sư họ thuyết pháp như cát sông Hằng nhiều lắm. Lớ sớ mình không khéo là mình lọt vào trong cái lưới tà sư này. Họ mang thân người tu sĩ, mặc áo cà sa, đội lốp để làm người ma dương để phá chánh pháp, vì họ phủ nhận hết toàn bộ cái nguồn giáo lý của Đại Thừa. Cho nên chúng tôi rất đau lòng. Mà khi Đức Phật thành Phật, ma dương họ đã nói điều này rồi, họ sẽ nhân danh người tu sĩ để họ phá cái chánh pháp của Như Lai. Đức Phật khóc chảy nước mắt. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn đem cái nguồn sinh khí giáo lý Phật Đà, đó là pháp môn tịnh độ. Mà pháp môn này không phải mình nghe một ngày một buổi, mà mình phải nghe lâu ngày để nó củng cố được cái niềm tin của mình. Mà khi nó củng cố được niềm tin của mình rồi, đây là cửa ngõ để nhập môn. Tính vi công đức mẫu,
bước lên hàng Bồ Tát cũng phải đi từ cửa ngõ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Bước vào trong nhập môn tịnh tâm cũng phải tính nguyện hạnh. Mình nếu mà nói tính nguyện hạnh mà mình chỉ nghe sơ qua tịnh độ, niệm sơ qua câu Phật hiệu, tụng sơ qua bộ kinh Vô Lượng Thọ và phát nguyện sơ vãng sanh thì không thể thành, mà phải sâu. Sâu thì mình phải có thời gian tích lũy nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, dành cái thời gian cho quãng đời còn lại. Quý vị xem kỹ lại, mình dành cái thời gian trong quãng đời từ trước đến giờ làm những chuyện để lo cơm áo gạo tiền, ăn mặc ở bệnh, rồi chết không biết đi về đâu. Nhưng mà chừng nào chết chưa biết, chưa biết thì coi chừng ngày mai. Có nhiều người nói bây giờ chưa chết lo làm chi, sống an vui trong hiện tại, không truy tìm quá khứ, không rong đuổi tương lai, không mơ mộng tương lai, không lo gì cả, cứ ngay nơi trong hiện tại này. Đúng, nếu quý vị sống trong ngay nơi hiện tại này mà quý vị thanh bình, quý vị yên ổn, quý vị tự tại thâu thần tịch diệt, quý vị giải quyết được sanh tử rồi thì thôi không lo, cứ ngay nơi hiện tại này mà sống thôi. Nhưng mà nó còn rắc rối khi thọ mạng hết đó, thì mình phải lo chứ. Nó rắc rối khi thọ mạng hết là cái thân này không phải của mình, nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh. Bây giờ mình giải quyết rằng là trong hiện tại này khi gặp những căn bệnh mình giải quyết được không? Không, thì phải tìm phương pháp để hóa giải chứ. Chúng tôi thấy thường những người tu tịnh độ tuổi về già, thân bệnh mà tâm không bệnh. Cho chúng tôi có vài phút hoài niệm về thân mẫu chúng tôi, là sư cô Liên Phương, thân mẫu chúng tôi xuất gia với sư bà Hải Triệu Âm, và cuối đời bà bị bệnh ung thư gan, tức là bụng bà cứng ngắc luôn. Và nếu thực sự là ung thư gan đâu chịu không nổi, vậy mà bà hàng ngày cứ từng câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng tôi làm một cái khu chuyên tu để bà ở trong một căn nhà đó chung với chúng tôi. Và hàng ngày bà chỉ biết ăn cơm, niệm Phật, không làm việc gì khác, và không giữ cái gì khác. Chùa có tam bảo chứ không phải cổ nhà cũng riêng mình nữa. Và cứ biết ăn cơm, niệm Phật, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, khát thì uống, khỏe thì niệm Phật. Vậy mà căn bệnh ung thư gan của bà có bệnh mà không đau đớn, không khổ. Nhớ nghe nè, có bệnh mà không khổ, và tinh thần tỉnh táo, và khi ra đi trước 1-2 ngày còn ăn một chén cháo. Cái giá trị của pháp môn tịnh độ là về sau tuy rằng trả quả nhưng không đau khổ, chỉ trả trên mặt thân báo mà nó không có làm cho tâm mình khổ đau. Vì câu Phật hiệu đi vào trong định và hóa giải nghiệp báo, hóa giải tâm thức, không còn phải suy nghĩ đến cái thân này nữa, và tâm thức của mình không phải lo nghĩ nữa, và tâm thức của mình nghĩ rằng khi thọ mạng này hết, Phật A Di Đà đón chúng ta về cực lạc, hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối để trên cái tâm thanh tịnh này hóa giải nghiệp. Nhưng mình không có thời gian tích lũy nghiệp, cho nên thành ra khi nó đến với mình thì mất mát cả thân lẫn tâm. Thân thì đau đớn, tâm thì buồn phiền, mất mát cả hai, mất mát cả hai nếu không có pháp an tâm. Cho nên người mà chúng tôi ở bên cạnh đó là thân mẫu chúng tôi, nhưng khi đến San Jose chuẩn bị tổ chức lễ vía Quan Âm 31 tháng 7, thì cụ đi hôm tháng 6, chúng tôi chuẩn bị tổ chức lễ vía cho nên không về kịp, và giao lại cho các chú hộ niệm và đưa bà cụ đến loại đài hỏa táng rất là thanh bình yên ả, và cụ ra đi rất là tốt, để lại mấy viên xá lợi mọi người mang qua bên này, có một viên tròn xoe và một số xương nó nhiều màu do kết tinh từ câu Phật hiệu. Khi nhắc đến đây tự nhiên trong lòng nó cảm xúc,
Hôm nay quý vị ngồi lắng nghe tâm tư của mình để hết trên lời nói của chúng tôi, nó thành một cái chủng tử vô lậu đi vào trong con người của quý vị. Và chính cái chủng tử vô lậu này nó sẽ xuất sanh ra khi mình gặp những nghiệp báo. Nghiệp báo của đời trước sát sanh, đời này phải bệnh hoạn. Đời trước mình sát sanh, đời này thọ mạng ngắn. Đời trước không biết bố thí, làm gì cũng thua lỗ, nhưng tinh thần mình vẫn chải an vui trên câu Phật hiệu. Quý vị thành công trong cuộc đời này. Thưa quý vị, những người hộ pháp mà khi chúng tôi sang hải ngoại, chúng tôi cảm giác thấy rằng hầu như tất cả những pháp hội năm 2014, chúng tôi khi quay trở lại, ban tổ chức vẫn hân hoan đón chào, và gần như là tổ chức pháp hội nó đẹp hơn, hầu như là đẹp hơn. Hôm nay chúng tôi thấy cái pháp hội của Vancouver năm 2016 trang nghiêm, và khi chúng tôi đi lên trải một cái tấm thảm mà mình bước chân lên thì mình có cảm giác gần như là bao nhiêu công sức của họ đổ vào đây. Mình có cảm giác đi trên miếng thảm này này vừa êm mà nó vừa có cảm giác. Cảm giác là công sức mồ hôi nước mắt của họ đổ vô đây. Thì lên đây mình phải làm gì? Chân thật giáo dục, lấy cái giáo lý Phật Đà để giáo dục cho nhân loại bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ và lìa khổ được vui. Và lìa luôn cái khổ của ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược, để vượt thoát luân hồi về đến Tây Phương Cực Lạc, ca khúc hải hoàng gặp cha của mình bên đó đang duỗi tay chờ đón mình. Cái cảm xúc này nói nó lớn trong lòng lắm. Cho nên cái pháp môn tịnh độ đối với chúng tôi bây giờ là một cái pháp môn mà nó phải là từ trong máu, trong xương, trong tủy, trong con người của chúng tôi. Và ăn uống sinh hoạt, đó là cái pháp môn tịnh độ, nó đã đi vào trong lòng chúng tôi trong nhiều năm qua. Nhất là gặp lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không, là con người này cho chúng tôi một hướng đi. Một đời này không trụ trì, không quản tự, không quản tài, chỉ một chức nghiệp, đó là giáo dục, đem cái giáo lý Phật Đà để giáo dục cho chúng sanh và nhân loại, nhất là pháp môn tịnh độ trong thời mạt pháp 10.000 năm còn lại mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã quyền ký. Cho nên hôm nay chúng tôi vô cùng cảm động những người đã phát Bồ Đề tâm hộ pháp. Chúng tôi kể một cái tâm nguyện của chúng tôi khi chuẩn bị sau cái pháp hội này nè. Là ngày mùng 2, mùng 3 tháng 7 thì nghỉ một tuần, mùng 8, mùng 9, và đến một tuần sau là 16, 17 tại Santa Ana, là một cái hội trường của Ấn Độ. Người ta bỏ ra 52 triệu Mỹ Kim, là 52 triệu đô la Mỹ, họ xây một cái chùa đẹp hết biết luôn. Mà trước khi đến một ngôi chùa này, thực sự là Phật dẫn đến. Năm 2014, khi tháng 7 tổ chức ở tại nơi Orange County, tại Santa Ana xong, thì chúng tôi khi bế mạc phát cái nguyện năm 2016 sẽ tổ chức một cái lễ viếng Quan Âm tại Santa Ana, chỉ phát nguyện vậy thôi. Nhưng mà thường ở tại Việt Nam thì không bao giờ bỏ cái lễ viếng Quan Âm ở Đại Tùng Lâm. Bởi vì đã bao nhiêu năm nay tại Đại Tùng Lâm là 16 tháng 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 không bao giờ bỏ. Mà sao tự nhiên lại phát nguyện muốn lạy viếng Quan Âm tại Santa Ana, thì nghĩ là sẽ cắt một cái lễ viếng 19 tháng 6 đến Santa Ana, mà hứa hẹn 2 năm sau. Sau khi xong rồi và đi hết cái chương trình hoằng pháp ở Canada, về New York, về lại Việt Nam, thì tưởng chừng như là không an toàn tánh mạng. Sau một sự cố dùi dập dữ dằn kinh khủng, và nếu không có công đức Phật hiệu bảo bọc thì tánh mạng không còn ngồi ở đây. Dữ dằn như vậy. Và đây là cũng một cái bài toán khó để mình thi. Mà mỗi lần tu hay là đi học cũng như trường đời và trường đạo đều phải thi mới lên lớp. Quý vị hiểu thi không?
thì ở trong trường đời, ở nhà ông chồng mình, ông phải bầm dập cho mình tơi tả ra, coi thử coi mình đủ điểm lên lớp hay không. Con cái mình hành hạ mình, cuộc sống này hành hạ mình, đó là quả báo. Họ gì có vay có trả, nhưng trong tâm thức mình có hoan hỷ để trả hay không. Nếu hoan hỷ mà trả thì nó nhẹ nhàng nó ra đi, còn cằn nhằn cử nhữ dằn co hơn thua thì nó cứ dây dưa con nợ này hoài. Im lặng mà hoan hỷ trả, ông chồng ổng có nói gì cũng vậy cho nó xong. Đứa con nó tới nó đòi tiền mình cũng cho nó xong, cười mà cắn răng và cười nghe chưa. Nhìn mấy gương mặt này là điều cũng có khổ hết trơn, chứ không có ai mà không khổ. Thầy cũng rứa thôi, trong này là cõi ta bà khổ, ta bà khổ mà. Tịnh độ vui, cực lạc vui, cực lạc mấy ngàn vui. Sống trong ta bà này một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói Phật cái kìa, mà còn bị Đề Bà Đạt Đa lập đá xuống, xô đá mà dập chân xịt máu, gặp nhiều cái chướng duyên. Chúng ta là gì? Là kẻ phàm phu mà nói nghiệp không đến là chuyện không bao giờ, là không bao giờ. Nhưng mà chúng sanh thường là gì? Là thích điều tốt, điều lành đến với mình, còn những cái chuyện mà đổ khổ đâu ha, đừng có đến, đừng có đến. Sao có được chuyện đó? Không trang bị, phòng bị cho mình một cái pháp và chuẩn bị đối đầu với những cái nghiệp báo của mình, cho nó đến một cái là gì? Cưng đờ, chết queo, chịu không nổi. Cứ mong cầu những cái gì tốt đẹp nhất đến với mình, là mình thích hưởng những cái quả ngon ngọt, mà không chấp nhận trả những cái quả đắng cay. Cái chuyện này là không bao giờ có. Quý vị công nhận chúng ta không? Nói thì nghe có lý, nhưng mà nó đắng cay đến là cũng ghét dữ lắm. Khi mình hiểu ra được cái nguyên lý là quả ngon ngọt mình trồng trong mảnh đất nhà mình thì nó xuất hiện trái cây ngon ngọt. Nhưng nếu mình trồng vào mảnh đất trong nhà mình cây chanh, cây ớt thì cũng phải ráng cắn răng mà ăn nghe chưa. Cho ai trồng đâu? Mình trồng cho ai trồng? Mảnh đất tâm địa, địa là đất. Tâm địa này đã giờ lỡ gieo trồng vô cái nghiệp sát sanh rồi thì bây giờ phải chịu chấp nhận trả quả. Đời trước đời này mà ăn uống nhai nghiến nuốt bầm rồi gì, rồi thỏa thích trong đó, bây giờ nó phải hành hạ đau đớn bầm dập te tua tàn tạ trong đó. Cái lý nhân quả này không thể thoát được, nhưng con người không chấp nhận, không chấp nhận nhưng nó phải đến. Nhưng khi mình chấp nhận hoan hỷ, nó đến với mình vui tươi mà trả. Mất mát cái gì cũng có thể chấp nhận, mà mất mát cái thân này là dữ dằn nhất. Chuẩn bị mà bác sĩ nói là 3 tháng nữa đai là đã bắt đầu đó, bắt đầu đó. Sáng hôm nay mới nhận được cái thông tin, anh chàng này là Hồ Công Bẩm ở bên Diêu Chiên, thành phố Diêu Chiên, tiểu bang Oregon. Chúng tôi khi đến tổ chức pháp hội ở Oregon thì ghé qua thăm anh này. Bác sĩ nói ung thư phổi, hút thuốc nhiều quá và bị bệnh này 3 tháng nữa là chết. Không biết gì Phật Pháp, không biết một câu Phật hiệu trong nhà, không có thờ gì. Hỏi đạo gì, kêu đạo lương. Lương là lương ương lỡ dở, không theo đạo nào. Đạo lương, không có vô cái đạo nào hết trơn. Thì bây giờ chúng tôi muốn cho ảnh vô đạo Phật quy y, đặt ảnh Diệu Âm Đức Thọ. Ảnh kêu vậy là cho con Diệu Âm Đức Thọ, chắc con sống thọ lắm hả. Kêu cái này cái tên thôi, chưa biết ông sống bao nhiêu, thầy không dám bảo hành cái vụ này rồi. Cái tên đó không phải là cái gọi là cái hữu danh mà vô thực, tức là không có cái thực chất của công đức thì nó không có kéo dài thọ mạng. Thì bây giờ anh niệm câu Phật hiệu này đi, nó kéo dài thọ mạng. Thôi anh sợ chết anh niệm, mà thường mấy cái người mà gần chết người ta niệm dữ nha. Còn quý vị mà giờ mà kêu về niệm nó rai rai, nó tà tà, nó kiểu mà tu mà cởi ngựa xem hoa đó nha. Chứ mà gặp mà gì 3 tháng nữa như anh Hồ Công Mẫn này một cái là gì? Công giò chạy. Trời, quý vị nhìn biết anh thương lắm. Anh cầm cái máy của thầy cho, cứ A-di-đà-phật, anh A-di-đà-phật.
thấy thương quá, thầy kêu trời ơi, nếu mà trước khi bệnh như vậy thì đâu có ra nông nổi này. Anh kêu đúng rồi. Bác sĩ nói, tôi nói 3 tháng vậy thôi chứ thực ra là không tới 3 tháng. Vậy mà hơn 3 tháng ảnh lên, ông bác sĩ hỏi, ủa mày còn sống hả? Hỏi mày còn sống hả? Mày chữa cái phương pháp nào? Anh kêu giờ tao niệm A Di Đà Phật. Kêu có uống thuốc gì không? Kêu giờ thuốc mày nói là uống không có quớt, uống chỉ có chơi thôi mà. Anh kêu, ủa sao mà mày niệm Phật mày sống đến ngày hôm nay? Mà bữa nay tao thấy cái sần sắc của mày được lắm á, đỡ lắm á. Tao có thể chữa cho mình bày mày một cái phương pháp khác, nhưng mà phải giữ cái phương pháp vừa rồi mày đang trị đó. Cái trị liệu cái phương pháp vừa rồi là mày giữ cái phương pháp đó nha, mày đừng có bỏ phương pháp đó. Anh nghe anh có niềm vui là nó kéo qua khỏi 3 tháng rồi. Anh cứ niệm từng câu Phật hiệu. Mà bây giờ là anh không còn lo cái gì nữa hết. Thì khi thầy đến thì giám nhàn mới ngồi khai thị cho anh tổng cộng là 4 tiếng đồng hồ. Và khi cái ngày đầu mà đến thì anh ngồi xuống ghế, anh ngồi không nổi nữa. Tức là cái thân này còn cử động mà tinh thần nó không còn một cái sức sống gì nữa hết trơn. Ngồi xuống có cái người nhiều, đứng dậy cái tay không còn sức để mà chống nữa. Có nghĩa là cái chết nó thành khói à. Cái chết mà 3 tháng nữa là nó thành khói à. Và cái hạn sử dụng, anh nói là cái đát sử dụng con người của anh còn có 3 tháng nữa. Thì cuối cùng sao? Chúng tôi kêu rằng anh có câu Phật hiệu này, anh cứ niệm. Mà lúc lỡ thọ mạng nó hết thì anh sẽ tự tại, không có cái sợ này nó giết anh. Ngồi lý luận nói chuyện xong hết, xong rồi bắt đầu anh niệm câu Phật hiệu. Và 2-3 ngày sau quay trở lại thì thấy con người anh khác. Trên YouTube bây giờ còn cái đĩa gọi là trợ niệm cho Diệu Âm Đức Thọ ở tại Eugene, Oregon. Và anh xuyên suốt niệm Phật như vậy trong dòng thời gian kéo dài thọ mạng anh ra. Và cuối cùng kéo không nổi nữa, mới nghe ngày hôm qua chết rồi. Đi rồi. Bởi vì cái công đức Phật hiệu tích lũy không đủ thời gian để kéo thọ mạng. Nhưng nó kéo quá cái thời gian bác sĩ ấn định. Mà bác sĩ ấn định như vậy đó thì ông nói như vậy cho vui thôi chứ không có tới 3 tháng. Vậy mà cuối cùng anh kéo dài thời gian hơn 3 tháng và anh ra đi rất nhẹ nhàng mềm mại, và thân thể nhìn rất hoan hỷ, và gia đình để niệm Phật đến 19 tiếng đồng hồ rồi mới kêu nhà hoàng đến lấy. Thì chúng tôi thấy rằng anh này bước đầu khi anh nghe đến cái bệnh khổ thì tinh thần khổ trước. Khi chưa kiểm tra thì có người ăn uống và thấy nó bình thường. Nhưng mà khi thấy đau trong người mà nói là bệnh rồi, một cái một tuần xuống hoàn toàn cơ thể suy sụp hoàn toàn và không còn một sức sống nữa. Thế mà gặp câu Phật hiệu vẫn kéo dài, và được một cái là ra đi rất thanh bình, yên ả ra đi, và cơ thể mềm mại để 19 tiếng, rất mềm mại. Có nhiều người nói á, theo cái nguyên lý của thân thể mình để quá 8 tiếng là nó mềm. Có nhiều người mà không niệm Phật để 8 tiếng nó cứng như khúc củi á. Là vậy, cái công đức Phật hiệu mà cái tâm thức họ cảm được cái công đức Phật hiệu, họ buông ra cho nên thân thể nó mềm mại, rất là hoan hỷ. Và có quay lại cái khúc phim gửi vô cái điện thoại chúng tôi coi, tay chắp lên chân mềm mại. Cho nên chúng tôi nói cái người mà khi mà lúc thọ mạng hết mà gặp được một vị thầy mà tu pháp môn tịnh độ khai thị cho mình, đây là một dịp may. May vô cùng. Chắc là nhiều đời mình cũng có gieo nhân duyên với pháp môn tịnh độ, với vị thầy ấy. Cũng như hiện tại bây giờ quý vị gieo nhân duyên với chúng tôi. Gieo nhân duyên với chúng tôi là khi chúng tôi tổ chức cái pháp hội, quý vị về đây hưởng ứng. Rồi chúng tôi đem cái pháp môn tịnh độ giới thiệu cho quý vị, mà giới thiệu miễn phí ha, mà có bảo hành ngang cho miễn phí, mà không có bảo hành là vứt đi. Miễn phí có bảo hành. Bảo hành ở đây là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà bảo hành cho quý vị về tới Tây Phương Cực Lạc. Cái tên bảo hành này là tuyệt ha. Và cho ăn miễn phí, cho quà miễn phí, tất cả đều miễn phí. Nếu ai lỡ mà nằm đây thì khỏi kêu emergency, hộ niệm luôn miễn phí. Quý vị biết cái công đức miễn phí này nó lớn lắm. Cái công đức miễn phí này nó cảm đến cái tâm của Phật. Rồi Phật sai sứ giả đến, gọi là Mạnh Thường Quân hay các vị Bồ Tát đến hộ pháp. Còn cái tâm thức mà đối đãi trao đổi á,
nó nhỏ bé lắm. Hiểu chỗ nào? Mà để khai thác được cái tâm thức mà rộng lớn, không đối đãi, không có trao đổi á, thì đây là một cái điều không phải là dễ. Cho nên chúng tôi cứ cảm ơn lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không. Ngài nói có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không có khỏi cho. Và suốt một đời này không sinh, thà chết đói chứ không sinh. Cứ việc đi trên lộ trình niệm câu Phật hiệu rồi sẽ đầy đủ. Đúng. Đến bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không tuy rằng ở một ngôi nhà trên Hồng Kông nhỏ hẹp, nhưng mà cái công việc của Hòa Thượng làm khủng khiếp. Quý vị biết Ngài đi qua bên Sri Lanka, đi tình cờ không báo trước, thấy một số các vị thầy dạy cho những người tu sĩ với cư sĩ á, ngồi dưới gốc cây mà không có trường học. Hòa Thượng vô cảm động, Hòa Thượng nói đất nước này tốt lắm, lấy sự giáo dục để lên hàng đầu, chứ không phải lấy cái chuyện cúng kiến để lên hàng đầu. Cái chuyện cúng kiến cho các vị hương linh á, là làm về cái việc tôn giáo, mà đi sâu vô trở thành mê tín. Nhớ cái chỗ này, cái đó là phương tiện bước đầu. Nhưng lấy cái phương tiện đó làm cứu cánh và cả cuộc đời dấn thân để đi vào cúng kiến, nghi lễ, lâu ngày nó trở thành mê tín. Vì sống ở phần dương mà lo chỉ có phần âm thôi, chứ không có mở cái đạo tràng giáo dục cho phần dương. Thì Hòa Thượng nói là tôn giáo. Nhưng Phật giáo không phải tôn giáo. Phật giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn, và giáo dục cho nhân loại để bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, và để cho chúng sanh hưởng thụ. Và chỉ có hưởng thụ Phật giáo là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Cái câu nói này nó đi từ đáy lòng đó nha, không chuẩn bị trước, cảm xúc lớn lắm ạ. Hôm nay mạc nhân Sa Môn Thích Giác Nhàn muốn đi trên con đường này, muốn đứng bước theo cái bước chân của lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không, lấy cái pháp môn tịnh độ để giáo dục cho nhân loại. Hôm qua chúng tôi bị xúc động đến một căn nhà mà gia đình đó họ kêu từ cháu, từ con, từ bà nội, bà cố ra ngồi sắp lớp quy y hết. Chúng tôi ngồi nói một thời thuyết pháp mà trong lòng cứ cảm động. Tại sao mà họ lại Phật khóa gia đình quá hay. Đây là một cái phước báu của gia đình họ quá lớn. Họ để lại một cái tài sản quá ư là kỳ vĩ, lớn lao cho gia đình của họ. Nếu mà họ trúng mánh một bữa làm vô mấy triệu đô la chia cho con cái, kêu một vị thầy để đến chứng minh để cúng dường thì xài nó cũng hết. Cái vật chất nó ước lệ, nó giới hạn vô cùng. Vậy mà hôm nay họ quy tụ được gia đình, họ mời thầy đến để quy y cả gia đình của họ. Vì họ xem qua băng đĩa, họ kêu gặp thầy Nhàn khó dữ lắm. Ở Việt Nam á, mỗi lần chúng tôi xuống lễ vía là mấy chục ngàn người, như vậy là phải đợi đúng lúc là lên thôi. Và không có tiếp khách được là bởi vì cái số lượng người họ lên Đà Lạt, họ về tỉnh thất quá đông trên ở dưới khu chân tu. Mà cứ đến giờ chúng tôi bước lên tỉnh thất Quan Âm giảng là họ ngồi sẵn hết, họ đợi. Thường 8 giờ rưỡi sáng thì khoảng 7 rưỡi bắt đầu họ ngồi, họ sắp lớp hết trơn à. Có nhiều người đi tiểu cũng không dám đi nữa, họ sợ mất ghế. Và bên đó thì Phật tử đợi chúng tôi, nhưng mà qua đây thì chúng tôi đợi Phật tử, cũng quả báo thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà đặc biệt cái miền Nam Cali, đặc biệt cái miền Nam Cali ngộ. Năm 2014 là 9 giờ sáng họ vô nghẹt hết 700 người. Thì khi chúng tôi phát nguyện lên làm cái lễ vía Quan Âm tại Santa nào, tại Orange County ấy, thì đi tìm 6 tháng không ra hội trường. Tìm một cái hội trường như vậy không phải dễ đâu. Tìm 6 tháng không ra hội trường là đi vô cái trường học thuê cái phòng gym để người ta tập thể dục. Nhưng mà nó nóng quá cho nên lại không có được. Cuối cùng nghĩ là không lại lễ vía được, chỉ thuê cái rạp để mà giảng, tổ chức Pháp hội Vô Lượng Thọ thôi. Rồi không biết khiến sao cô Phật tử Diệu Ngân á, cô đi, cô thấy cái chùa Ấn Độ, rồi cô kêu anh Nhật Quang vô và mời chúng tôi xuống vô cái chùa một cái. Nó quá lộng lẫy mà chúng tôi lo là sau khi tổ chức xong nó lấy 30-40 ngàn cái là chết. Tôi hoàn toàn miễn phí hết trơn mà, hoàn toàn miễn phí hết trơn mà, nếu mà thực sự mà trả 30-40 ngàn là kẹt. Họ xây cái chùa đó đến mấy triệu đô mà, mấy 50 mấy triệu đô mà.
Cuối cùng hỏi kỹ lại thì họ lấy mình khoảng 13 đến 14 ngàn trong 2 ngày, 2 hoặc 3 ngày. Thì lúc đó chúng tôi đi chung với Đức Quang. Thì khi gặp qua điện thoại, khi trực tiếp vô coi thì quá viên mãn rồi, quá thích thú luôn rồi. Và không biết sao lại gặp được thầy Bảo Thiện. Thầy có những cái hình Quan Âm 32 ứng hóa thân với 12 lời nguyện, mà hình rất đẹp bằng điện, rất đẹp. Và thầy sẽ đứng ra chịu trang trí xung quanh hết, rồi mọi việc nó sắp xếp đâu vô đó. Cuối cùng anh Đức Quang nói chuyện với họ một chập sau anh bớt xuống còn có 7.500 à. Thì mình tính tới tính lui thì được 13.000 cũng làm, đừng có 30-40 là được. Thì cuối cùng gì? Được cái pháp hội Vía Quan Âm tại Santa Ana, miền Nam Cali 16-17. Chúng tôi nhớ một cái con người mà khi họ đi tham dự lễ Vía Quan Âm là một cái pháp hội mà chúng tôi nghĩ là Phật lực gia trì. Vì nếu không có sự gia trì của Phật thì không thể nào tìm ra một cái pháp hội mà cái duyên nó đến rụp. Có người cúng hoa, rồi có người thì cúng thức ăn. Rồi tự nhiên chùa Phật Tổ lại phát tâm cúng dường nấu ăn 2 ngày. Một ngày 2.000 người mà sáng chiều gọi là 4 sáng 2.000, trưa 2.000 suất ăn, chiều 2.000 suất ăn, cộng 2 ngày là 8.000 suất ăn. Và buổi sáng đó có cô Phật tử phát Bồ Đề tâm cúng dường bánh mì, coi như là mọi thứ đủ đâu vô đó hết. Thì gần như là pháp hội nó đã hoàn thiện, bây giờ xuống chữ nghiên cứu sắp xếp. Thì chúng tôi có nhớ một cái gia đình cô Phật tử này ở tại Bảo Lộc. Thì hai vợ chồng giết heo tính ra cũng 10 mấy năm. Mà khi giết heo có tiền dữ lắm. Bên Việt Nam mà con heo mình mua về, cái mình giết mình mang ra chợ mình bán á, thì tiền nhiều. Nhưng mà gia đình không có được hòa thuận, vợ chồng kình cãi, ông chồng uống rượu đi nhậu nhẹt. Và gia đình lộn xộn dữ lắm. Vì trong nhà của mình là cái địa ngục. Khi giết những loài thú như vậy nó đến nó báo oán. Và nó khiến gia đình phải lục đục, bởi vì nó đang hạnh phúc mà mình cướp, cắt ngang cái mạng sống của nó. Thì bây giờ cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ không được bình an. Nguyên lý của nhân quả. Thì cuối cùng anh chàng này anh khổ quá rồi, khổ đến một lúc anh muốn thoát ra khỏi cái khổ này. Thì anh đi lên tỉnh thất Quan Âm. Nghe người ta nói đi lên tỉnh thất Quan Âm lạy Quan Âm coi thử coi ngài gia hộ, gia đình có được bình yên hay không. Thì anh lên tới tỉnh thất Quan Âm, anh nghe chúng tôi giảng xong anh lạy 500 danh hiệu. Xong cái anh về anh giác ngộ, nói thôi bà làm heo thì làm chứ tôi không làm nữa. Tôi quyết định tôi niệm Phật ăn chay. Chủ nhật tôi lên chùa ông thầy Nhàn tôi nghe giảng. Thì bà vợ chỉ nghe ông nói như vậy thôi, tưởng nói chơi cho qua loa. Thì không ngờ thiệt, ông mang cuốn kinh Vô Lượng Thọ về ông tụng. Thay vì tối đi uống rượu, bây giờ tụng kinh, ăn chay. Và ông không làm heo nữa, bà vợ làm cứ làm. Bà vợ làm cũng mấy tháng sau, thấy ông này thay đổi ta. Không có kinh cả gia đình êm ta. Rồi tự nhiên sao trong gia đình của mình con cái bắt đầu nó cũng nói biết nghe. Cái bà đi theo lên tỉnh Thất Quan Âm. Thì lên tới tỉnh Thất Quan Âm mà cũng nghe một thời thuyết pháp nữa, cái là về gia đình dẹp luôn cái tiệm làm, cái chỗ làm heo, và bắt đầu đi làm vườn làm rẫy hạnh phúc. Cái đĩa này có Phật pháp nhiệm màu. Mỗi người đi đến dự lễ Vía Quan Âm, đến dự tham dự pháp hội này, nó chuyển mỗi cái nghiệp khác nhau. Chân thật thực sự cầu nguyện chư Phật gia hộ, Bồ Tát Quan Âm gia trì, thì mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, thì Phật gia hộ mỗi kiểu khác nhau, đáp ứng tùy tâm mãn nguyện. Sự thật tùy tâm mãn nguyện. Vì vậy cho nên thành ra một cái pháp hội như vậy, quý vị biết rằng là chúng tôi mà ngồi tại đây mà chân thật nói ra bằng từ đáy lòng chân thật của mình, và nói bằng một cái tâm chân thật để đi vào lòng chân thật của quý vị, nó xuất sanh ra một cái công đức vô lậu, là công đức người nghe pháp và công đức người nói pháp. Cho nên thành ra khi mà cái anh này ảnh bỏ cái nghề giết heo á, mà anh nói là ngày nào cũng ăn thịt heo, bởi vì heo mình giết sẵn mình ăn rất là ngon và rẻ tiền, đâu có tốn tiền gì đâu. Mà khi ảnh bắt đầu ăn chay rồi ảnh nhìn miếng thịt heo ảnh rùng mình lên. Ở đây có ai rùng mình chưa? Có rồi hả? Có. Bắt đầu ảnh thương loài súc vật. Lúc trước mà con chó chạy ngang qua đó, gần như là ảnh muốn phang cái cây cho nó chết. Mà hôm nay anh nhìn con chó, anh thấy anh thương nó. Bắt đầu ăn chay trường rồi, cái lòng từ bi bắt đầu anh mới phát triển lên. Cho nên ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ, phóng sanh để nuôi dưỡng lòng từ, và niệm Phật để nuôi dưỡng trí tuệ. Cái chỗ này quan trọng nha. Ăn rau cỏ cũng nuôi dưỡng cái thân, mà ăn thịt cá cũng nuôi dưỡng cái thân.
Nhưng mà rau cỏ và thịt cá xuống ba tấc lưỡi, xuống khỏi cuốn họng thì nó giống nhau. Nó nằm trong cái bao tử đó, nó cũng mục đích để nuôi cái thân. Nhưng khi nuôi cái thân này mà ăn thịt cá nó có quả báo. Quả báo đó là con thú nó đau như thế nào thì mình lúc thọ mạng hết hoặc phước báu giảm, thọ mạng chưa hết, nó cũng đau nhất như con thú đang quằn quại trên lò mổ. Nhân quả không xa chạy. Đời trước nếu mình có làm, đời này không làm cũng phải trả quả. Và có nhiều đời về sau là hậu báo nữa. Như vậy hôm nay mình hiểu ra rằng là ăn để nuôi cái thân. Nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc, họ ăn bằng pháp hỷ thực là nghe Phật thuyết pháp, họ cũng nuôi cái thân này. Cái thân này là do tâm thức thanh tịnh tạo ra, nó trong suốt như pha lê và nó không đau bệnh, gọi là tử ma chân kim. Thân bên Tây Phương Cực Lạc là tử ma chân kim, là bất hoại. Bất hoại nghĩa là thời gian kéo dài để tiếp tục nó đổi cái thân khác, dùng nguyện lực đi cõi khác, chứ không có phải nó muốn chết lúc nào chết, nó muốn bệnh lúc nào bệnh. Bởi vì cái thân đó cấu tạo từ nơi cái công đức của Phật lực gia trì và nguyện lực gia trì. Còn cái thân này cấu tạo bởi nên nghiệp lực tinh tra hiếp mẹ, cộng với tâm thức vẩn đục của mình, nó ra một cái thân hình hài gọi là mạng trược. Mạng trược nghĩa là ngắn ngủi và bệnh hoạn và dơ giấy, gọi là mạng trược. Còn thân ở cõi Cực Lạc là thân kim can bất hoại, do nguyện lực thanh tịnh của mình và nguyện lực của Phật A Di Đà và công đức Phật hiệu ở trong hoa sen quá xanh nên cái thân này khác. Đây là sự thực, không phải là bánh vẽ. Cố gắng tập trung nghe nha. Chỗ này bắt đầu nó vô sâu, vô định rồi đó. Nãy giờ 1 tiếng rưỡi ha. Cái thân của mình là thân khổ, mà cõi Cực Lạc thân họ không khổ, vì thân họ không đau bệnh. Và thân của họ không phải ở trong thai ngục bởi tinh cha huyết mẹ với tâm thức vẫn đục. Vẫn đục là so với cảnh trời, cảnh thanh văn, cảnh viên giác, cảnh Bồ Tát, nhưng nó vẫn cao hơn là súc sanh, địa ngục và ngạ quỷ, nhưng vẫn nằm trong lục đạo vẫn đục. Rồi tạo nên cái thân hình hài này, rồi nó đau bệnh, rồi mình chấp nhất vào cái thân hình hài này, mình không dám xa lìa nó, mình dung dưỡng nó. Nó phải ăn, nó đòi cái gì mình phải ăn cái đó. Mà cái đòi của quá khứ là sát sanh thì cái đời này nó cũng thèm thịt. Có những đứa nhỏ đưa thịt vô cái mửa ra. Đời trước nó không có thích cái nghiệp là sát sanh, cho nên đời này khi đưa thịt ra nó mửa ra, đưa thịt vô nó mửa ra. Còn cái đời trước mình sát sanh thích ăn thịt chúng sanh, nó theo cái dòng nghiệp lực, cho nên thành ra đời này ăn dữ lắm. Có cô đó, cô thích ăn cái con sò, con gì đó, con gì đó. Thịt cô không thích, cá cô không thích, mà cô thích ăn con sứa. Ngộ ha. Vậy thì đời trước họ có gieo duyên với sứa rồi, cho nên đời này họ thích sứa, đúng không? Và lúc còn nhỏ mẹ họ cũng tập cho ăn ba cái thứ đó rồi. Nó theo cái dòng nghiệp lực nó biến thiên, nó vận hành. Bây giờ mình muốn cắt được cái dòng nghiệp lực đó thì mình phải dùng công phu tu tập. Còn coi trên lý thuyết không hiệu quả. Nghe trên lý thuyết, đọc trên lý thuyết và một tạ lý thuyết không bằng 100 tịch gram thực hành. Nhưng mà mình nghe những người nói về lý thuyết bằng cái tâm chân thật, nó đánh động vào trong tâm thức của mình, phá vỡ ra, bừng tỉnh ra, bừng tỉnh ra. Vì vậy cho nên thành ra mục đích chúng tôi giảng là đem những cái gì sâu kín nhất, chân thật nhất và cái pháp hành hiệu quả nhất, và nó sẽ dễ hành nhất và thành quả lớn nhất đem giới thiệu quý vị. Cái sâu lắng nhất của chúng tôi cảm giác thấy ăn chay là một cách dưỡng sinh, kéo dài thọ mạng không bệnh hoạn tuyệt. Phóng sanh là một cách để gì? Để cứu mạng chúng sanh trực tiếp tuyệt. Qua tới Mỹ rồi vậy mà cũng tìm ra được một cái chỗ phóng sanh giống như du thuyền ở tại bến Bạch Đằng sông Sài Gòn. Trời, cái buổi chiều trên cái biển Boston nó đẹp gì đâu, nó thơ mộng. Ánh hoàng hôn nó xuống,
mà mấy cái con cua mà nó có cái càng như vậy nè, mấy con tôm nó có càng mà nó tươi mà nó ngon gì đâu. Nhìn ngon nghe chứ không phải chiên xào ăn nó ngon, mà thả xuống nó mừng, nó bơi, nó lội cua, nó hoan hỉ. Mà không, cứ nghĩ là nó nhiều quá chừng không đếm biết bao nhiêu con. 20.000 đô là 400 triệu tiền Việt Nam, 450 là triệu tiền Việt Nam mà thôi, mua được nhiều lắm. Nhưng bên này nó mắc hơn. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi ngồi nói những cái cảm giác gì đấy đó. Những cái cảm giác của chúng tôi đó, nó có cái cảm xúc mà thực tế vậy đó. Khi đi vào trong lòng của quý vị nghe cái quý vị tùy hỷ, thì cái công đức tùy hỷ của chúng tôi đó, đi vào trong người của quý vị, và công đức tùy hỷ của quý vị đó, nó trở thành một cái chủng tử vô lậu. Rồi đến một lúc dịp nào đó mình đi ngang qua chợ, mình thấy con thú mình thích, mình mua mình thả. Cái đó là cái duyên ngoại động, nó tác động vào trong tâm thức của quý vị. Cho nên nghe pháp là một pháp tu. Pháp tu đó là gì? Là củng cố được bồ đề tâm. Củng cố được bồ đề tâm. Về cái bồ đề tâm vãng sanh cực lạc, về cái bồ đề tâm niệm câu Phật hiệu, về cái bồ đề tâm tụng kinh vô lượng thọ. Mà ít có ai nói cho quý vị. Mà hôm nay quý vị chuẩn bị một thời gian rất là tươm tất, công việc gác lại, mặc áo tràng trang nghiêm ngồi trong này. Không phải dễ gì hôm nay được ngồi tại đây, trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp. Còn cái chuyện mình đi coi cine, mình vô mình tham đại nhạc hội, ăn cơm chay khào khào mình về, thì cái pháp hội đó là bình thường rồi, có thế gian thôi. Nhưng cái pháp hội mà đúng nghĩa là bất vụ lợi, chân thật ở đó nghe pháp, mà nghe đây là nghe chánh pháp của Phật. Mà muốn nghe chánh pháp là phải có những người hộ pháp. Hôm qua chúng tôi thấy đến 12 giờ khuya người ta còn ngồi xếp ghế, chuẩn bị từng cái bông. Bởi vì họ biết mỗi lần chúng tôi mà lên ngồi là thích hoa đẹp. Hoa đây là nhân, trái cây đây là quả. Mà nhân nhiều hơn quả phải không? Mà quả ít hơn nhân. Nghĩa rằng mình không muốn hưởng quả, cứ làm nhân đi, rồi quả nó sẽ đến. Trên bàn Phật này bông là nhân, và không có cái gì trang trí đẹp thanh tịnh bằng bông hoa. Cho nên mỗi lần chúng tôi lên giảng, Phật tử biết là thôi bông đầy hết trơn. Nhưng ở bên Boston đó, Phật tử đó nói một bình bông cũng được, chúng tôi cũng hoan hỷ, mình không có chấp nhất chuyện đó. Nhưng ban tổ chức họ hoan hỷ, họ cúng dường cho pháp hội, thì mình hoan hỷ mình nhận. Cho nên mỗi lần chúng tôi lên thấy những cái hoa nó nở như vậy nè, là một sự sống của nó đang sinh tồn. Và sự sống này nó đang làm một việc hữu ích cho một cái pháp hội. Không những bao nhiêu con người này mà trên toàn thế giới đang chiêm ngưỡng ở đây, thì cái công đức của người mà thiết lập đó, nó như gió không thấy, nhưng nó để lại một cái tài sản lớn lắm cho mình, cho gia đình, đời này và đời sau. Quý vị tin điều này không? Chúng tôi tin. Vì vậy cho nên thành ra một cái pháp hội đúng nghĩa mà khi quý vị đến tham dự được rồi, nó có cái cảm xúc, cảm xúc lớn lắm. Hôm nay chúng tôi đang giảng, chúng tôi nhìn thấy một cô Phật tử, và khi cô nói với chúng tôi thì chúng tôi muốn sáng hôm nay cô lên nói Phật pháp nhiệm màu mà có ngại. Cô nói con lên con run lắm. Với hai nữa lỡ mà ông chồng con không biết cái là ông cho con phù mỏ thầy. Bởi vì ổng tu thiền nhưng mà ổng ghét người tu tịnh độ, ổng không thích tụng kinh. Ổng tu thiền mà ổng có ăn chay mà ổng ghét người ăn chay, cho nên con phải lén tụng kinh. Thầy biết tu lén không? Tu lén mà ngồi 4-5 giờ sáng ổng đi làm rồi bắt đầu ngồi tụng. Mà lỡ mà khi mà tụng ban ngày mà ổng về là phải xếp cuốn kinh cất lại, không có dám tu lén. Mà con nói khi lúc trước con không tin câu Phật hiệu, em con cứ nói niệm câu Phật hiệu này tốt lắm. Thì một thời gian sau cái rồi cô lên cô coi băng đĩa chúng tôi, xong cô lấy cuốn kinh Vô Lượng Thọ về cô để tụng. Mà khi cô để cuốn kinh Vô Lượng Thọ để cô tụng á, thì không có cái tượng Phật. Thì cô khởi niệm lên muốn tìm một cái tượng Phật nho nhỏ thôi, để trước mặt để sáng. Ông chồng đi làm 4 giờ thì con nó chưa thức dậy, có một đứa con trai. Cô ngồi cô lật cuốn kinh ra, cô ngồi cô tụng. Thì chắc hình như cũng khổ tơi tả te tua lắm, cho nên hình ra mới bắt đầu tu á. Thì cô ngồi khi mà cô tụng kinh như vậy, cái tâm cô thanh tịnh đó, thì cô thấy cái ánh sáng mà Đức Phật A Di Đà trong cái tượng Phật đó lớn lên, và mùi thơm ngào ngạt cả cái phòng. Tức là tâm của tưởng Phật
và Phật cảm ứng lại, cho nên cái hình này trở thành vị Phật thiệt mà Ấn Quang Đại Sư nói trong cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục là Phật giấy, Phật cốt, Phật sư măng, Phật nhựa trở thành Phật thiệt. Khi cô này nói câu này, chúng tôi nhớ liên tưởng đến Ấn Quang Đại Sư nói trong này: tâm tưởng sự thành, đây là tượng giấy trong một cái khung gỗ, trong một cái khung gỗ. Nhưng cái tượng giấy này không phải là không có nhân vật. Lắng nghe chỗ này quan trọng nè. Cái thường giảng khoảng một tiếng rưỡi, bắt đầu nó đi vô định, trong người nó dâng trào cái cảm xúc, và lời nói ra tự nhiên nó rất là ý vị. Tuy rằng là Phật giả, Phật cốt, Phật xi măng, Phật giấy, nhưng nếu tâm mình đã không có thanh tịnh, không có cảm ứng được, đó là Phật giấy. Nhưng tâm mình thanh tịnh cảm ứng được thì Phật giấy này biến thành Phật thiệt. Tự nhiên ở trong cái bức tranh đó xuất hiện hào quang. Hỏi bao lâu? Kêu vài giây, không lâu. Thưa Ngài, Huệ Viễn đã thấy như vậy rồi, là sơ tổ tịnh độ ở bên Lô Sơn, Trung Quốc, Ngài thấy 3 lần. Hòa Thượng nói là chớp nhoáng vài giây, và dụi mắt cũng vậy luôn. Và cái tượng lớn ra từ từ, từ từ, từ từ. Cái này không phải mê tín nha. Và lớn ra từ từ, từ từ, hào quang rực sáng, mùi thơm cả phòng. Đi ra ngoài cứ không biết ai xức mùi thơm ông chồng mình, ông bị dị ứng energy mà mình bỏ mùi thơm vậy là ông la chết. Mà cái người đó hửi được mà người khác không hửi được. Và cũng có những lúc tâm cái người khác thanh tịnh hửi được mùi thơm. Lén đi tu thì khóa, thì thời gian tu đợt này là mùng 2, mùng 3. Thì gia đình đó là về Việt Nam ngày mùng 4, mà mua vé trước rồi thì Phật sắp xếp cho cổ là tu 2 ngày, xong mùng 4 về là vừa. Ông chồng đổi vé lại mà đổi không được. Phật sắp xếp rồi không đổi được. Trả nhiêu tiền cũng không có vé thôi, không được. Phật sắp xếp rồi. Và đợt trước tham dự Pháp hội 2014 là lén chồng đi. Về lại nhà thì tối quá, ông chồng ổng cằn nhằn cử nhử. Thì vô nói thiệt với đứa con là mẹ lên tham dự cái Pháp hội Thầy Giác Nhàn. Không ngờ ổng đứng sau lưng á. Ổng nghe, trời ơi, táo quả tâm tinh lên. Ổng la, ổng chửi một trận quá cỡ. Nhưng đợt này là chính thức xin đi. Mới lần đầu không cho, cằn nhằn cử nhử, giằng co cả tuần. Nếu mình làm như vậy mình khổ, nặng mặt nặng mày trong gia đình. Thôi mình niệm Phật cầu nguyện đi, cầu nguyện riết cái ông cho. Sao mà họ đi tu mà họ trở ngại? Chắc là do đời trước cũng là kiếm chuyện với ổng lắm, đợt này ổng làm lại là đáng rồi. Vừa rồi chứ có gì đâu mà phải ức. Nói đến đâu nước mắt chảy đến đó, nói đến đâu nước mắt chảy đến đó. Chắc là cũng khổ dữ lắm rồi đó. Hôm nay chính thức ngồi đây tu. Chúng tôi sao thấy có những người, người ta tha thiết tu mà người ta gặp nhiều chướng ngại vậy mà người ta vẫn tu được. Mà sao mình rộng đường, rộng mở quá đủ thời gian, không ai gây chướng ngại mà mình không chịu tu. Bây giờ cái căn lành của mình đời trước nó kém quá, cho nên đời này nó không đủ sức mạnh để đẩy mình đi. Còn cái căn lành của người đời trước nó quá là mạnh, cho nên đời này gặp bao nhiêu chướng duyên nó đều đi thông suốt hết, nó qua thông suốt hết. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay với cái nhân duyên mà chúng tôi muốn nói đến những người mà hộ trì chánh pháp, nhất là mở những cái pháp hội cho chúng tôi đến đây giảng, đó là những vị Bồ Tát, là những người này làm việc cho Phật A Di Đà, thì họ sẽ nhận được cái lương bổng của Phật A Di Đà. Mà cái lương bổng của Phật A Di Đà đó là vô lượng công đức, vô lượng thọ mạng, vô lượng quang, vô lượng giác. Và khi thọ mạng hết thì họ được về một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái này không phải là bánh vẽ hứa hẹn nha. Không phải là bánh vẽ hứa hẹn. Mà trong kinh Phật nói cho bà Vi Đề Hy: này Vi Đề Hy, cách đây á 10 muôn ức cõi, cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà bà muốn về đó đó, mà khi bà Vi Đề Hy gặp những cái khổ đau cùng cực, là vua A Xà Thế là người con của mình bắt nhốt bà, không cho bà ra để lấy cơm, lấy thức ăn cho chồng của bà là vua Tằng Bà Sa La. Cho nên bà khổ cùng cực, bà hướng đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở núi Linh Thú. Trong kinh đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và khi bà hướng đến thì Đức Phật cảm ứng
và Phật dùng thần thông để độ bà Vi Đề Hy. Hầu như Phật ít dùng thần thông, bởi vì Phật sợ dùng thần thông để đệ tử của Ngài về sau tu cứ mong có thần thông, chứ không có mong để nó chuyển hóa phiền não tham sân si, để tăng trưởng từ bi hỷ xả vô ngã vị tha. Rồi cuối cùng gì, Ngài dùng thần thông đi với Ngài Mục Kiền Liên và Ngài A Nan đi vào trong ngục tù mà bà Vi Đề Hy đang tha thiết một dạ chí thành hướng đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa bước vào bên trong thì bà Vi Đề Hy ngưỡng mặt lên, bà Vi Đề Hy mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, bạch Đấng Thượng Thệ, con không muốn ở cõi này nữa, bởi vì cái cõi này là cái cõi mà hơn thua được mất tranh giành, con nó chiếm ngôi vị của cha là chồng của bà là Tằng Bà Sa La, và hại bà Vi Đề Hy là mẹ của vua A Xà Thế nhốt trong ngục tù, con không muốn ở cái cõi này một chút nào nữa hết trơn. Bây giờ Ngài cho con về cái cảnh giới mà thoát ra khỏi cảnh giới này. Quý vị lắng nghe cái tâm trạng của bà Vi Đề Hy trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị thì bây giờ chưa có tâm trạng muốn thoát, bởi vì mình đang còn lối sống, mình đang còn lối thoát, mình còn nhiều ngã để đi. Nhưng những cái ngã mà nó không còn nữa, bệnh hoạn, chồng con xa lìa, tiền của không còn, chỉ còn một con đường nữa, đó là con đường tử, là con đường chết. Thì lúc đó quý vị mới thấy cái giá trị của pháp môn tịnh độ, để chuyển cái tử sanh này, chết này để sanh về cực lạc, giá trị. Cho chết không biết đi đâu. Thực sự một vị tu chính nghĩa mà họ đắc được cái pháp hành của họ rồi, họ phải tự tại thâu thần tịch diệt. Cho nếu cái lúc mà về già hậu cuộc của họ mà bị bệnh mê man thì cái pháp hành của họ không thành công. Dầu cho pháp nói của họ như hoa trời rơi rụng, họ nói ra là hoa trời rơi rụng, ngàn người trên thế giới, triệu người trên thế giới heo theo họ, đó là pháp hành, đó là pháp học. Còn nếu mà cái pháp hành của họ thành công thì cái lúc hậu vận của họ thọ mạng hết, chuẩn bị họ ra đi á, thì thân tướng của họ đau bệnh mà tinh thần của họ vẫn gì, tỉnh táo sáng suốt, không hôn mê. Và nếu họ đủ định lực nữa là họ chuyển thân bệnh luôn. Như Hòa Thượng Tịnh Không là chuyển được thân bệnh đó, 43 tuổi mà cuối cùng bị bệnh nan y, Ngài không uống thuốc vô niệm Phật, đến bây giờ là 90 tuổi không uống viên thuốc nào hết. Một ngày giảng 4 tiếng đồng hồ. Chúng tôi tin cái lão ân sư Tịnh Không này, chúng tôi tin lão ân sư Thường Tịnh Hạ Không mà Ngài nói bằng một câu Phật hiệu, Ngài giải quyết được vấn đề, cho nên chúng tôi tin. Hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị là chúng tôi giới thiệu cái pháp hành này là pháp môn niệm Phật, tưởng chừng là đơn giản nhưng nó siêu tuyệt. Nó đột phá nghiệp lực thân thể không bệnh hoạn, dẫu cho bệnh hoạn tinh thần vẫn tỉnh táo sáng suốt, không hôn mê. Hôn mê là coi như là thua rồi. Hôn mê là thua rồi. Vì vậy cho nên bà Vi Đề Hy đến một cái khổ đau cùng cực thì sao quý vị biết không? Đến cái khổ đau cùng cực rồi thì bà gì, xuất sanh ra một tư tưởng muốn thoát ly cảnh giới này. Và Phật nói có nhiều cảnh giới, Phật dùng thần thông cho bà thấy mười phương thế giới của chư Phật. Bà chỉ ngay cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, bà nói con muốn về cảnh giới này, thì bây giờ con phải làm sao? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói rằng bà phải dùng 16 phép quán. Và phép quán cuối cùng đó là trì danh hiệu Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị coi lại cái cuốn Kinh Quán Vô Lượng Thọ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Trong Tịnh Tông mình là Quán Kinh Vô Lượng Thọ là 1, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ là 2, Kinh A Di Đà là 3. Cái lượng kinh tịnh độ rất là ít, rất là ít. Và ông Ngụy Mật Thâm ông mới lấy cái phẩm Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm á, làm tứ kinh tịnh độ. Và về sau Ấn Tổ lấy phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương trong Kinh Lăng Nghiêm làm ngũ kinh tịnh độ. Và luận đó là một luận vãng sanh. Tịnh độ chỉ có 5 kinh một luận thôi, đơn giản, cái pháp hành rất là ít, nhưng mà cái thành quả thì rất là lớn. Thì khi bà nghe như vậy xong thì bà phát nguyện vãng sanh. Và 500 tùy nữ lúc đó khi nghe theo bà cũng phát nguyện vãng sanh. Thì cái pháp môn tịnh độ này nó có cái thời Đức Phật còn tại thế, chứ không phải truyền qua Trung Quốc rồi mấy ông thầy Tàu, ông làm tàu lao, ông truyền qua mê tín dị đoan. Là cái pháp hứa hẹn cho tương lai Tây Phương Cực Lạc là bánh vẽ, hứa hẹn là liều thuốc an thần để cho người khi mà chết á, họ nương vô đó để cho họ không sợ chết. Chứ thực ra cảnh giới không có, Đức Phật không có. Đó là họ chưa hiểu một chút gì về tịnh độ. Họ không hiểu một chút gì về tịnh độ. Ngoài cái cảnh giới ta bà này còn cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời, ai cũng phải chấp nhận lục đạo luân hồi.
Ngoài cảnh giới trời có cảnh giới thanh văn, cảnh giới duyên giác, cảnh giới Bồ Tát và cảnh giới Phật gọi là thập pháp giới tánh. Mà thập pháp giới tánh mà mình đi từ cõi người mà đi từng nấc thang bước lên cảnh trời, cảnh thanh văn, cảnh duyên giác, cảnh Bồ Tát thì gọi là tiệm tu rất lâu. Còn nếu mà đốn tu á, là vượt thoát khỏi luân hồi, hoành siêu tam giới, hoành xuất tam giới, là vượt ra khỏi ta bà về tới Tây Phương Cực Lạc, gọi là hoành, là chiều ngang xuất ra khỏi tam giới nhanh hơn. Đây là pháp môn tu tắc. Trong vô lượng pháp môn tu tắc là một đời này bỏ báo thân đi thẳng về Cực Lạc. Nếu bạn bây giờ chịu khó tích lũy, tích lũy đó là tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bát sát, làm 10 điều thiện, quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, không phạm oai nghi, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, tinh sâu nhân quả, tín nguyện trì danh vãng sanh Cực Lạc. Đó là tịnh nghiệp tam phước của Nhân Thừa, Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa. Nếu chịu khó tích lũy như vậy thì mình đủ vốn, Đức Phật A Di Đà cầm đài vàng xuống đưa mình đi. Muốn đi lúc nào đi, chứ không phải rằng là mình đi rồi con cái vợ con để lại cho ai. Có nhiều người lo. Có cái cô đó, cô nói: "Ôi giời, ông thầy rất nhàn, cứ vãng sinh rồi chồng con tôi để lại cho ai? Lỡ tôi vãng sinh cái là Phật xuống cái chết." Ngộ nhỉ. Họ chưa biết cái cảm giác vãng sinh là gì. Họ chưa thấy cái hiện hữu vậy đó nè. Không biết là trên về trên đó nó ra răng, nó ra mô. Không biết. Sợ đi. Trời, cái cỡ nào mà vãng sanh Bồ Tát Bổ Xứ mới về cõi Cực Lạc được chứ. Mà mình về cho nó, mình mới giúp cho con chồng mình, mình có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, túc mệnh thông. Mình dùng thần thông đó để mình giúp trì gia hộ cho gia đình mình chứ. Chứ ở đây có thông nào đâu, nói có được đâu. Lơ tơ mơ nó cãi lộn tối ngày á mà. Không đủ năng lực, mất hết năng lực rồi. Dĩ nhiên mình có Phật tánh, tất cả là gì đều sẽ thành Phật. Mày thành bây giờ thành chưa? Chưa. Giờ là phàm phu, phàm phu đặt cán mai, không có một cái thông gì trong này hết trơn. Cái lời nói mình không có giá trị, cái lời nói mình không có giá trị, nó không có hiệu lực. Nói vợ con không nghe, đi làm kiếm miếng ăn mà thiếu lên thiếu xuống. Mà cái bản tính của mình nó vốn đầy đủ mà. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, nào ngờ tự tánh đã được gì? Thanh tịnh. Tự tính mình, tự tánh mình nó là vậy. Cho nên ngài Lục Tổ Huệ Năng vừa ngộ ra nghe câu Kim Cang đó là ngài ngộ ra, ngài nói: "Mà sao bây giờ tự tánh nó nằm trong này, nó không có đầy đủ cái gì hết trơn vậy?" Lại là do mình mất hết cái những cái năng lượng đó rồi. Mình không có còn những cái năng lượng đó, mình không có còn cái khả năng đó, mình mất những cái khả năng đó là do cái nghiệp báo nó ngăn che. Chứ thực ra nó không phải là không phát được, mà không có cơ hội, không có cảnh giới để mình phát triển nó. Mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cơ hội để quý vị phát triển. Hòa Thượng Tịnh Không nói: "Không biết quý vị có tin Tây Phương Cực Lạc hay không, chứ tôi thì tôi tin. Mắt thấy tôi nghe, thầy thấy tôi thấy, thầy của tôi là Ngài Lý Bỉnh Nam, biết trước ba sáng tự tại thâu thần tịch diệt. Ông nói ông đi là ông đi. Còn Tổ Thiện Đạo, ngài nói có ai đưa cái chân lên trời rồi chống đưa cái đầu xuống đất giảng sanh chưa?" Kêu: "Chưa." Vậy ngài làm, ngài leo lên cái liễu, ngài đưa cái đầu xuống, cái nó rớt như tờ giấy, cái ngài ngồi lại kiết già ngài đi. Mà trước khi đó ngài hỏi có ai nằm giảng sanh không? Kêu có. Có ai ngồi không? Kêu có. Ai đứng không? Kêu có. Có ai chống cái chân lên đưa cái đầu xuống giảng sanh không? Có chưa? Kêu chưa. Vậy ta làm, ta biểu pháp. Ông trèo lên cái cây liễu, cắm đầu xuống mà rớt như tờ lá, rớt như những cái lá khô, nhẹ, biểu pháp mà. Quý vị coi lại Tổ Thiện Đạo, tổ thứ hai trong Liên Tông Thập Tam Tổ coi. Ngày sướng cái ngày rớt, quay người qua ngồi kiết già, biểu diễn thần thông thâu thần tịch diệt. Ngon chưa? Chẳng lẽ không có à? Tự bịa đặt lên à? Làm gì có? Cho nên nói về cái pháp môn tịnh độ vãng sanh, hôm nay nó thâm nhập vào lòng của chúng tôi sâu lắm. Có dẫn chứng, có chứng minh. Còn ngài Thiếu Khang, ngài niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật thì trong miệng của ngài bay ra một ánh sáng hào quang, mà ánh sáng đó là cái tượng Phật A Di Đà. Ngài nói rằng cái câu Phật hiệu này nó có hóa thân, báo thân, ứng hóa thân, pháp thân, cho nên trong miệng ngài bay ra một hào quang là tượng Phật. Niệm 10 câu liền 10 tượng Phật bằng hào quang bay ra thành vòng tròn trước mặt.
khi một cái niệm mà nó đủ đô, nó đúng mức rồi, nó tạo ra cảnh giới, nó tạo ra nhân vật. Hiểu chỗ này không? Một cái niệm tham nó đúng mức rồi, đang ngồi sống sờ sờ, thánh ngã, thấy ngã quỷ đi qua đi lại, đồng cảnh giới, nhập vào cảnh giới. Một cái niệm sân đúng mức cao độ rồi, nó thấy cảnh giới địa ngục xuất hiện. Tuy rằng ngồi đây là cảnh người, thân đây là thân người, mà lọt vô cảnh giới địa ngục vì tư tưởng đã tạo thành cảnh giới, gọi là tâm tưởng năng sanh vạn pháp. Mà nếu tâm tưởng này là câu Phật hiệu, mà tâm tưởng này bằng sự chân thật, mà cảnh giới này không phải là không có, và nhân vật Phật A Di Đà không phải là không có, thì nó tạo thành cảnh giới. Đó là cảnh giới cực lạc an vui vô cùng. Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng, có duyên tưởng Phật an vui vô cùng, có duyên tưởng Phật trí tuệ lớn lao vô cùng, có duyên tưởng Phật lòng từ bi rộng lượng vô cùng. Tưởng đi, tất cả không thoát ly tưởng đâu. Tưởng đó nó sanh ra cảnh giới. Hôm nay ban tổ chức không tưởng thành cái hội trường này thì không ra. Tự nhiên đi vô đây không thê gì hết trơn, ai cho vô? Cũng phải tưởng, phải không? Tưởng là nghĩ đến, rồi muốn làm hội trường này, muốn để cái ghế này, và muốn để cái bàn như vậy. Tất cả cuộc sống này đều trong tưởng. Mà những cái tưởng từ cái cảm giác mà mình thích đó, đều lần lượt trôi qua. Tưởng có căn nhà lâu ngày thành một cái cảm giác thích thú ở trong căn nhà. Khi căn nhà đã ở một thời gian, cái tưởng muốn căn nhà không còn nữa, nó trở lại bình thường, đúng không? Tưởng có một chiếc xe Audi ha. Có chiếc xe Audi rồi, trong cái lúc chuẩn bị có là thôi, nó sung sướng dữ lắm, cảm giác dữ lắm. Ngồi lên chiếc xe lâu ngày hết tưởng rồi, nó trở lại bình thường, đúng không? Đúng biết cảm giác nào. Tưởng lập gia đình, chuẩn bị có chồng có vợ, vui dữ lắm, tưởng vui dữ lắm. Cuối cùng cái tưởng thành đám cưới, xong về nhà nó khổ tơi tả te tua tàn tạ, hết tưởng rồi. Mà cái lúc đang tưởng đó là cái gì cũng hy sinh hết, cho nhau, tha thứ nhau, đủ thứ để hy sinh để được cái tưởng đó mà, được cái cảm giác đó đó. Thì có cảm giác rồi nó qua, đúng không? Đúng không? Điều thành một dòng tư tưởng khổ sướng đối đại lẫn nhau. Hôm nay cảm xúc lắm mới nói cái vụ này, nó nghe chưa? Và nếu tưởng vì chúng sanh là mang quà, mang đồ để cho cái pháp hội này cũng là tưởng, mà tưởng đây là vì chúng sanh, vì Phật Pháp, thì cái phản ứng phụ nó không có. Mà vì tư nhân ích kỷ còn. Rồi tưởng tiếp cho mình được một cái sự nghiệp bác sĩ. Trong cái quá trình mà để làm bác sĩ đó, để học hỏi, thì cái tưởng đó khi đạt được thì nó có cảm giác, hiểu không? Tưởng một món ăn, bất cứ tưởng một cái gì nó mới hình thành, đó là tâm tưởng sự thành. Khi nó hình thành sự việc, một món ăn nó ăn vô thấy ngon, mà hết tưởng rồi thì nó xuống tới bụng, nó ra cũng thành bình thường, đúng không? Thì tất cả đều sống trong ảo tưởng, rồi phân biệt chấp trước trong ảo tưởng đó. Chỗ này là cái lý sâu. Hôm nay mình tưởng A Di Đà Phật, gọi là nhớ Phật, tưởng Phật, thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Chỗ này nói hơi lớn, hơi hét, bởi vì nó hơi phê trong người. Cái gì biết mà đẩy vào mà đang, cũng như là thủ môn mà nó đang lừa mà nó suốt lọt vô lưới, cái là thôi tuyệt dữ lắm đó nha. Hiểu chỗ này không? Nó tưởng suốt mấy chục đứa đá banh, để nó làm sao lọt vô lưới một cái. Trời ơi, nó đá lọt vô lưới, nó ôm, nó nhảy, nó la, nó làm dữ lắm. Mà về cái nó hết muốn lọt vô lưới rồi, cái nó cũng nằm trắng phèo. Hiểu chỗ này không? Vậy mà sao Ngài Đại Thế Chí nói nhớ Phật, tưởng Phật, biến cái tư tưởng phàm phu vào tưởng Phật, biến cái tư tưởng cảm giác của tham sân si mạn phân biệt chấp trước, biến cái tư tưởng của những ảo tưởng vọng tưởng giống như kẻ mê mờ lặn nước mò trăng, trăng đâu chẳng thấy bị nước quăng đắm chìm, là vì họ bị ảo tưởng cho nên họ bị giật giờ khổ đau. Sao họ không có tưởng Phật? Sao họ không có nhớ Phật? Sao họ không có niệm Phật?
Cái tưởng này đâu có mất tiền, đâu có tốn kém gì đâu, mà họ có nhân duyên đang tưởng mà sao họ không chịu tưởng? Bây giờ họ tưởng ta bà ha quá mà, họ tưởng tiền bạc, họ tưởng sự nghiệp, cuối cùng ra đi hai bàn tay trắng, trắng tay. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát nói trong niệm Phật Viên Thông Chương quá hay: nhớ Phật, tưởng Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Hay cái câu này, hôm nay bữa nay cái câu này nó xuất sắc. Quý vị hiểu hồi nãy giờ chúng tôi nói cái cảm giác mình tưởng đó, nó là ảo tưởng đánh lừa đúng không? Ô, mong trúng số, bên Mỹ lúc trước nó mấy chục triệu quá. Ô, tôi mong trúng số. Tôi mong trúng số, nếu mà trúng số tôi sẽ làm như vậy, 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 vậy. Trúng số hết cái tưởng mà muốn làm như vậy rồi, người ta gọi điện không thấy nữa. Coi như là mất tiêu à. Hiểu không? Rồi. Rồi trúng số. Wow, trúng số nhiều tiền quá. Thì gì? Thì được nhiều tiền rồi, không biết tiền làm gì hết. Bây giờ không biết kêu tiền, không biết tưởng cái gì hết, bắt đầu tưởng ăn chơi. Rồi ăn chơi riết nó cũng khổ, rồi nằm trong cái đống khổ của tiền bạc, bị cái ảo giác tưởng đánh lừa. Mà khi cái tưởng đó nó đụng chạm và thành tựu, nó sanh ra cảm giác, cảm giác thích thú của ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là thân thể này, nó cũng có cái cảm giác của nó. Mà nó qua cái cảm giác đó rồi, có nhiều người tiếc nuối, gọi là thương yêu xa lìa khổ. Hiểu hiểu chỗ nào? Rồi có người gặp gỡ, gọi là thù ghét, gặp gỡ khổ, ghét người, sống chung với người mình không thích như nếm mặt nằm gai, cũng là cảm giác khổ, bị nó đánh lừa mình. Và nó, mình cho nó là thiện, nhưng không lấy nó ra khỏi, không lấy nó ra khỏi, không lấy nó ra khỏi được. Bây giờ đưa câu Phật hiệu vào thì cái cảm giác nồng độ tưởng đó nó giảm lần, giảm lần đến mức độ là hoàn toàn toàn tâm đặt lên câu Phật hiệu, toàn tâm tưởng Phật, thì toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Ok, tâm không Phật hiện. Câu này là tuyệt lắm á nghe. Hình như thấy mắt chớp chớp là thấy được cả đã vô rồi đó kìa. Nhưng mà xưa nay cái tư tưởng mình đó, nó thành một cái dòng nghiệp lực rồi, nó phải tưởng như vậy. Tư tưởng khác nó không chịu. Tưởng câu Phật hiệu nó không chịu, tưởng vãng sanh nó không chịu, tưởng làm lành nó không chịu, tưởng ăn chay nó không chịu. Nó chỉ tưởng cái món gà mà gọi là gà rô ti nó mới chịu. Mà ăn vô rồi nó qua cái cảm giác phê, thích rồi nó cũng hết. Phải là nó đánh lừa không? Đánh lừa mà không thoát được, gọi là nghiệp. Nghiệp là hành động của thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần. Có cái cô đó, cô tưởng con chó, trời, cô nằm, cô thương con chó đến mức độ mà cô tưởng nó, cô tưởng đến nỗi là nó là gì, là con của cô luôn. Cô kêu thôi con không có con nữa, giờ con muốn con chó này là con rồi đó. Mà thương con chó đến cái mức độ mà xa nó là khổ. Nếu mà thương nó mà xa không khổ thì được, nhưng mà có mấy ai có mấy ai mà thương đó mà xa không khổ. À, như vậy hôm nay mình thấy cái tưởng đó là cái ảo giác đánh lừa. Nhất là cái tưởng mà khi mình sẽ ra đi á, mà cái cảm giác của mình không chuẩn bị trước cái cảm giác mà nó đau đớn khi ra đi á, thì cái cảm giác mà đau đớn khi ra đi này nó hành hạ mình dữ lắm. Mà muốn để cho cái nhân, để cái quả mà cảm giác ra đi không đau đớn, không hành hạ, thì bây giờ phải làm ngay cái nhân ăn chay. Đó là cái nguyên lý nhân quả rồi. Mà ngay cái nhân ăn chay này không làm được thì chắc chắn nhận cái hậu quả, đó là khi ra đi tơi tả, te tua, tàn tạ. Nghe thì có lý, nhưng mà cái dòng nghiệp lực tưởng thích ăn tối nay cũng về quất mấy cái đồ gà liền, nó chạy đâu hết trơn. Nó không có chạy đâu hết trơn. Hiểu một chuyện nhưng không có cái sức định để vượt qua dòng nghiệp lực đó là một chuyện. Mà muốn có cái sức định lực để vượt qua dòng nghiệp lực đó thì phải tạo được niệm lực. Mà niệm A Di Đà Phật là niệm lực này sẽ mau thành khối vì có sức gia trì của Phật. Nghe thấm chưa? Phê chưa? Sự thật. Còn cái niệm của phàm phu mình, rồi niệm đến chồng mình gia trì hỗ trợ cho mình, niệm đến người khác nó giới hạn, bởi vì phước báu họ giới hạn. Còn niệm đến Phật hiệu là công đức không giới hạn, năng lực không giới hạn, gia trì không giới hạn.
Nhưng điều mình không đi vào cái dòng pháp, dòng tư tưởng đó để mình tạo nên một cái cảm xúc. Đó là thực sự cảm xúc này mình muốn tạo là mình tạo được liền. Không phải tốn thời gian nhiều, sáng thức dậy công phu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, lâu ngày cái niệm này nó tạo thành định lực, gọi là niệm lực sanh ra định lực. Niệm Phật A Di Đà là chánh niệm thì sanh ra chánh định, mà sanh ra chánh trí tuệ. Và cái cảm giác này là tuyệt. Cái cô mà hôm bữa cô ngồi cô nói chúng tôi mà cô tụng kinh mà cô cảm nhận được khi vô định thấy tượng Phật, nghe mùi thơm, cái đó là từ trong tư tưởng nó sanh ra. Mà nếu mà trong tư tưởng mà buồn bực khổ đau tức tối, nó cũng sanh ra cái mùi, mà cái mùi này nó khét nghẹt. Cười sao như chẳng nghe mùi đó rồi sao cái cô? Vì cũng trong tư tưởng mình không được thanh tịnh cho nên nó mang cái thân này nè. À, thân này là thân gì? Ngủ ấm xí thành khổ. Ô, làm sao? Nó hừng hay lẫy lên rồi nó tiêu diệt đi xí thành khổ. Vì cái tư tưởng mình không có trong sáng thanh tịnh cho nên nó mang cái thân này là mạng trường. Vì cái tư tưởng không trong trắng thanh tịnh, không có tưởng Phật cho nên nó sanh vào trong kiếp trường này. Vì cái tư tưởng không trong trắng thanh tịnh cho nên nó sanh ra phiền não trượt. Đúng không? Ngủ trượt mà. Và vì cái tư tưởng không trong trắng thanh tịnh cho nên thành ra nó sống với chúng sanh trượt. Trượt là dơ giấy, ngắn ngủi, hạn hẹp, hôi hám. Còn người tưởng Phật sanh ra tư tưởng trong lành thanh tịnh, vì trong lúc họ tưởng Phật không có tưởng gì khác, và chỉ có tưởng Phật thì tất cả những cái tưởng khác nó sẽ thành tựu. Có nhiều người nói tôi niệm Phật suốt như vậy làm sao tôi đi làm ăn đói chết làm sao? Thì đi làm niệm thì cứ niệm chứ đâu có gì đâu trở ngại đâu. Ngồi làm cũng niệm Phật được, đi xe cũng niệm Phật được, về nhà cũng niệm Phật được, và lúc ngủ cũng niệm Phật được. Ngài Hám Sơn, Ngài là tu thiền mà Ngài hướng dẫn người ta niệm Phật. Bởi vì Ngài nói đi vào thiền định rất khó, đi bằng con đường chân không, nhập vào thể tánh bằng con đường chân không, bất lập văn tự giáo ngoại biệt triền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đi bằng con đường chân không này nó khó hơn con đường diệu hữu. Con đường diệu hữu là con đường có mà rất di diệu. Câu niệm Phật là diệu hữu, cảnh giới cực lạc là diệu hữu, bộ kinh vô lượng thọ là diệu hữu. Lấy cái tư tưởng này để đi vào con đường chân không khó hơn diệu hữu. Nghĩa là chuyển cái tư tưởng phàm phu này qua câu Phật hiệu, lấy câu Phật hiệu là diệu hữu, thì nó cũng sẽ đi vào cái tâm thanh tịnh bằng hai con đường khác nhau. Đạt Ma Tổ Sư từ Tây Trúc Ấn Độ sang để gặp Ngài Huệ Khả, chỉ cho con đường chân không, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt triền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Khi lập ông vua Lương Võ Đế, vua Lương Võ Đế nói tôi có xây chùa tạo tượng đức chuông độ bao nhiêu ngàn tăng ni, như vậy tôi có công đức không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói ông không có một chút xíu công đức gì đó, đó là phước báu hữu lậu, dài thời gian vài kiếp là nó hết, cùng lắm lên cái cõi trời là cái quả của đời thứ ba. Ông nghe vậy ông kêu ồ vậy thôi, ông này không có nhân duyên, thôi không tiếp Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư phải vào trong núi Cửu Niên Diện Bích 9 năm, nhìn vô trong vách, gọi là Cửu Niên Diện Bích, chờ những người có gì, có tâm đại trượng phu đến. Cuối cùng Huệ Khả đến, và Huệ Khả cũng khổ cùng cực, do cũng tưởng tùm lum tùm la đó biết không, rồi nó cũng khổ te tua tàn tạ, và khổ đó thành khói, cho nên đến quỳ ngay chỗ Ngài đẹp Bồ Đề Đạt Ma, và quỳ tiếc ngang đến ngang hông. Rồi Bồ Đề Đạt Ma quay ra hỏi chẳng lẽ ông đến đây để mà gì, ông cầu pháp mà nhiêu đó là đủ hả? Ngài mới đưa dao chặt cái cánh tay, máu lơi láng dưới tiết, có nghĩa tôi khổ quá rồi, con muốn lấy cái khổ này ra không được, con muốn an tâm, bây giờ Ngài làm sao cho con an tâm? Cái cảm giác nồng độ mà khổ nó thành khối rồi, con lấy ra không được nữa. Mà trong cái thời gian mà quỳ ngay đó đó, nó lắng động tâm tư xuống, và nhìn rõ ra giữa cái cảm giác khổ với mình là hai, nhưng chưa nhận diện cái nào là mình, cảm giác khổ là mình hay cái thanh tịnh là mình.
chưa nhận diện ra. Thì cuối cùng Bồ Đề Đạt Ma quay ra nói ông đem cái tâm mà khổ đau buồn phiền tức tối giận hờn, cái cảm giác nó làm ông khổ đó, ông đưa cho ta an cho ông. Thì Huệ Khả quay lại tìm cái cảm giác mà đau đớn đó, nó không còn nữa. Rồi Bồ Đề Đạt Ma chỉ ngay cái tâm thanh tịnh rỗng lặng chân như thường tịch, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch đó đó, đó nó là của ông, còn những cảm giác nó không phải là của ông. Thì Huệ Khả ngộ ra xưa nay nhận giặc làm con, nhận sống làm nước, và chân thật của mình là không có cảm giác đó. Ngộ liền. Rồi thôi ông đi về đó, ông giữ cái tâm đó đi, gọi là đốn ngộ ti bằng Phật. Nhưng nhiều đời tập khí sâu phải tiện tu mà trả nghiệp. Nhưng người niệm Phật khi họ niệm A-di-đà Phật lâu ngày, họ cũng đốn ngộ, tức là họ nhận ra được tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Nhưng trong lúc đốn ngộ đó họ tiệm tu là một câu Phật hiệu tiêu tám ức kiếp trọng tội sanh tử, vừa đốn vừa tiệm sanh vận bằng một câu Phật hiệu. Nghe dễ hiểu không? Nói tiếng Việt chứ đâu phải tiếng Tàu đâu, không hiểu. Có cảm giác phải không? Ít ra trong cái khung cảnh này cũng là cảm giác rất là thích. Hôm nay ai thích giơ tay lên coi. Hình như ai cũng thích vậy ta. Hôm nay mình ngồi mà mình thích như vậy đó là cái chủng tử của mình có duyên với pháp môn niệm Phật, và nó đánh thức lại cái tâm thức thanh tịnh của mình. Ngồi không biết mỏi mệt, không biết chán chường, càng nghe càng sâu sắc, càng nghe càng ý vị, càng nghe càng đi vào định, lắng động tâm tư. Đó cũng là cách mà Bồ Đề Đạt Ma an tâm cho quý vị. Nhưng quý vị không nghe cái pháp này lâu ngày, không niệm Phật, cho nên nó ra nó bất an lại, đáng đời. Chứ giờ sao? tự làm tự chịu chứ giờ. Ai bắt mày đâu? Đúng không? Thì vô dòng tử sanh thì mình sanh tử trong đó, mình ráng chịu cho ai bắt đâu? Đúng không? Nhưng mình không khéo để tạo cái cảm giác mà là từ câu Phật hiệu lâu dài. Biết rằng bước đầu cái cảm giác tham sân si phiền não vẫn đục, nó mạnh, nó lừng lẫy, còn cái cảm giác niệm Phật nó còn yếu ớt quá. Vậy mà có nhiều người tôi nói tôi niệm Phật tôi không hết buồn, thôi pháp này không hữu hiệu. Hỏi niệm bao nhiêu lâu rồi, kêu mới 2 tuần. Trời, mới 2 tuần mà đòi hết. Trời, tu kiểu gì kỳ á. Hoặc Ấn Quang Đại Sư mới nói ta niệm trên núi ta 30 năm, mà 30 năm như một ngày, ngày nào cũng A-mi-thủ-phổ, ông niệm 30 năm, ông mới nói là toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Dễ sợ không? Hiện mà hiện thiệt ra chứ không phải là hiện lý tánh về lý không ngăn. Cái người tu tịnh độ khi họ đạt được là sự lý viên dung. Nói có cực lạc là cực lạc xuất hiện, nói có Phật Di Đà là Phật Di Đà xuất hiện. Còn họ tu thiền, họ kêu ta chứng ngộ, đốn ngộ rồi, siêu đốn rồi, tự tại thâu thần tịch diệt, đó là họ đạt được lý. Mà cái lý này để họ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó cũng phải 3 đại A-tăng kỳ kiếp. Ghê chưa? Còn người tu tịnh độ nương vào Phật lực chỉ trong một đời này, nó vượt ra khỏi tam giới, về bên cảnh giới đó thanh bình, yên ả, tiếp tục để tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái con đường này đi nó an toàn hơn, nhanh nhẹn hơn, thành quả lớn lao hơn, mà pháp môn dễ hành hơn. Nhưng có một điều là nó khó tin thôi. Nó khó tin, thực sự là khó tin. Hồi nãy giờ ngồi nghe thì có lý, mà về nhà cái nó quên. Thì cái quên đó cũng là cái tin nó còn yếu kém. Tin nó còn yếu kém. Một câu Phật hiệu mình niệm lâu ngày, nó thành một cái cảm giác gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn, sung mãn lắm. Cũng là một câu niệm mà buồn bực tức tối đến một mức độ nó biến dạng cơ thể. Mà biến dạng cơ thể đến mức độ là nhìn gương mặt họ như cảnh giới địa ngục. Một cái lòng tham cao độ đến cái mức độ mà lừng lẫy ra rồi, nhìn gương mặt họ giống như là ngạ quỷ, ăn không được nữa. Vì cái niệm tham nó chế ngự hết toàn bộ trong cơ thể rồi. Nó sanh ra một cái năng lượng từ trường, và cái năng lượng đó nó bảo bọc, nó tràn ngập cái thân thể, cho nên họ ăn không được. Họ không có cảm giác ngon để họ ăn nữa. Còn cái người niệm Phật là họ lúc nào cũng có cảm giác thanh bình, thanh tịnh, ăn vui. Họ ăn cái gì cũng ngon, cho nên người ta chuyển sang ăn chay rất là dễ. Cho nên nếu mà là con người, chỗ này quan trọng là nha, nếu là con người phải mang đến cái tấm lòng nhân từ. Nhân từ đó là vị trí của con người.
mà nhân từ thì không bao giờ ăn thịt đồng loại. Đồng loại đó là loài súc sanh, mà Phật nói là gì? Là tứ sanh phụ mẫu. Gà, vịt, heo, chó là thai sanh. Gà là trứng noãn sanh. Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh, đó là đồng loại. Tuy rằng hình tướng khác nhau, nhưng đó là đồng loại cha mẹ nhiều đời, gọi là tứ sanh phụ mẫu. Mà nếu chúng sanh mà ăn thịt lẫn nhau thì cái người này không phải là nhân từ nữa, mà đây là lòng giả thú. Con thú á, cái miệng của nó có răng nanh nhọn nó mới ăn thịt. Cái vòm họng nó lớn để nó ngậm thịt trong đó. Đường ruột nó thẳng để nó dễ tiêu hóa. Khác hẳn với con người. Con người là lòng nhân từ, cho nên thành ra nó phải ăn loài thực vật. Ruột của nó theo dít dắt như vậy nè. Răng của nó răng bằng cho hai răng nhọn. Nó cấu tạo ra con người là để ăn loài thực vật chứ không phải ăn đồng loài. Nhưng con người vì cái gì? Vì cái tấm lòng thỏa miệng, thỏa bụng, cho nên phải ăn loài súc sanh cho nó thỏa miệng, thỏa bụng. Thì con người này biến dạng trở thành loài cầm thú, loài giả thú. Tuy rằng mang thân người nhưng mà tâm họ là thành giả thú rồi, cho nên thọ mạng hết, họ phải đi làm mang lông đội sừng. Đúng không? Nói ví dụ này nó dễ đụng chạm mấy cái người ăn thịt dữ lắm nghe chưa? Nhưng mà đây là chân lý rồi. Đây là chân lý. Vì sao ông Cố, ông Sơ, ông Tổ, ông Cao Tầng gì đó mà ông chế ra cái chuyện ăn thịt mới sống ta? Không có gì. Cái lòng nhân từ của con người, giữa con người với con người thì phải thương đồng loại. Cho nên cái cô Phật tử có nói: thưa thầy, thầy lên thầy giảng, thầy nói về con người nó thương đồng loại, mà không phải thương giữa người với người, mà họ thương giữa người với súc vật. Con thương con chó con lắm, con muốn thầy nói người khác thương con chó. Thầy kêu chẳng lẽ nói thương con chó không phải thương tất cả các con, mà nuôi thương tất cả các con thì con không được ăn con sò. Dạ thầy. Chứ nếu mà thương con chó không thì chưa phải là lòng thương của nhân từ. Đúng không? Quý vị công nhận đúng không? Thương này là thương thiên vị. Mà thương nhân từ đúng nghĩa của nó là phải tất cả các con đều thương. Con sò cũng thương, con ốc cũng thương, con mô cũng thương hết, con gì cũng thương hết mới gọi là lòng nhân từ. Phải nuôi cái lòng nhân từ này bằng cái liều thuốc A-di-đà Phật. Cái lòng nhân từ này nó phù hợp với cái món thuốc A-di-đà là A-di-đà Phật. Nó hợp tần số, nó hợp với nhau. Nó không có hợp với cái tánh lòng ganh tị ích kỷ. Nó là nghịch chiều với thể tánh, cho nên làm mình rất là khổ. Nhưng mình làm thành thói quen, hở một chút giận, hở một chút buồn, hở một chút tham, hở một chút lẫy, hở một chút giỏi. Cái đó nó không có hợp với thể tánh mình, mà mình tập hoài nó cũng thành thói quen. Sao những cái nó hợp với thể tánh của mình không có tập? Từ bi hỷ xả, vô ngã thị vị tha, bao dung tha thứ. Cho nên chúng ta không phải nói xấu. Tự nhiên có cái cảm giác sao dạo gần lại đây cứ thấy tăng chê tăng, ni chê ni, Phật tử chê Phật tử. Đây là hủy diệt Phật Pháp. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Chê đó là gì? Chỉ trích. Chê đó là gì? Ganh tị. Chê đó là châu cuộc ghét châu ong. Châu ăn mà châu nằm dưới nước, nó ghét châu lăn trên bờ. Nó chê nhau dữ lắm. Mà cái chuyện xấu khi nó chê một cái nó đưa lên cái toàn thế giới biết. Mà cái chuyện tốt nó không có ai biết hết. Bởi vì mình thấy ra cái người tốt nó ít hơn cái người xấu. Người xấu người ta thích nghe cái chuyện xấu nó nhiều hơn người tốt. Cho nên cái chuyện xấu nó lên cái toàn thế giới biết liền. Thấy không? Mà cái người mà chân thật họ tốt, họ nghe cái chuyện xấu họ thương tâm cái người làm xấu. Họ nói đó là phàm phu đâu phải thánh Phật đâu. Hoặc giả là họ gì? Họ không muốn nghe nữa. Mà cái người gì? Cái người xấu mà họ nghe con chuột họ biến thành con voi. Ngộ vậy đó nghe. Ngộ vậy đó nghe. Cho nên hôm nay thực sự mà nói, cái tấm lòng của chúng tôi khi cảm được cái đạo tràng này mới nói được những điều này. Chứ còn nếu không cảm không nói được, soạn trong cái cuốn sách này lên, nói nửa tiếng là hết, 15 phút là xong. Đọc trên này gì đi nữa 15 phút là xong. Cái lúc nói chuyện mà lèo lái dẫn dắt từng mẫu chuyện này qua mẫu chuyện nọ, từng tâm lý này qua tâm lý nọ, và đưa vào một cái pháp hành của tịnh độ không phải là dễ. Chúng sanh nó can cường, nó cứng đầu dữ lắm. Cõi này không phải đơn giản đâu. Gọi là nhất xiển đề rồi, không phải đơn giản đâu. Ở đâu mà tự nhiên mình đi đến Vancouver rồi thuê cái hội trường, cái ngồi đây nói chuyện. Trời đâu dễ vậy ta.
Nếu mà không có sự Phật lực gia trì thì đâu có cái vụ này được. Không biết ông ở mô, ông ở đâu, ông nói cái vụ gì, ông khuyến dụ tôi mê tín dị đoan, ông làm cái gì, ông tới ông môi túi tôi, ông nói đã rồi, ông quyên góp, ông làm cái gì đây? Nghi ngờ đủ chuyện hết trơn. Hồi nãy giờ im chưa? Thấy ngon rồi phải không? Không biết cái lòng cảm xúc, nó muốn nói như vậy lắm, nó muốn nói hoài, nó nói đến sáng mai luôn, khỏi ăn cũng được. Là quý vị biết cái nồng độ trong con người của chúng tôi nó lớn lắm. Nhất là những người mà ngồi mà không có ngủ á, dễ thương lắm, còn ngồi ngủ thôi á, thầy nói hay lắm. Ở bên cái đợt mà chúng tôi đi từ ở đây nè, đi xuống tới Môn, đi tới Tô Lân Tô, đến chùa Chánh Giác, nó không có cái sân khấu như vậy. Chúng tôi ngồi ở dưới luôn, nó ngang á, thì chỉ 1/3 thấy, ở dưới cứ nghiêng qua nghiêng lại để nhìn mặt chúng tôi á, không thấy cái bắt đầu ngồi nói chuyện, cái ngủ đã luôn. Chúng tôi kinh nghiệm rồi, tổ chức pháp hội là phải có cái sân khấu để người ta nhìn lên mình để nó rõ, để họ chiêm ngưỡng dung nhan, họ khỏi ngủ biết không? Quý vị biết cái cảm giác mà quý vị vui tươi, hoan hỷ, cười, ngồi thanh tịnh như vậy này là một cái năng lượng trong con người để nó đẩy lùi hết tất cả những cái chứng bệnh. Nếu mà cái này mà nó nuôi dưỡng lớn được á, thì con người này không bệnh. Hiểu cái nào? Nhưng mà cái nó trái lại là cái tư tưởng của mình nó bị buồn phiền, giận hờn, thì chính cái tư tưởng này nó tạo ra cái mầm bệnh. Có cái cô đó, cô buồn đến cái mức độ mà cô ăn không được, cô ngủ không được. Cô đi ra mà cô lơ lửng giống như là đi trên mây. Tức là cái năng lượng của tâm lý nó có những cái cảm giác nó phá hủy tâm can của mình. Mà nếu mình không quay lại câu Phật hiệu được, nó giật mình chịu không nổi. Ghê lắm. Cũng là từ tư tưởng sanh ra cảm giác. Rồi cảm giác vui, buồn, sung sướng, khổ đau ở cõi này rồi nó cũng qua hết. Mà chỉ để lại một cái cảm giác của câu Phật hiệu lâu ngày, nó tuyệt lắm. Mà cảm giác này gọi là một cái pháp hỷ sung mãn tuyệt đối. Nhưng mấy ai tạo được? Có, nhưng mà hơi ít, bởi vì họ không có dành thời gian để họ tạo. Họ không có dành thời gian để họ tạo, mà họ chỉ tạo những cảm giác tiền bạc, cơm áo, nhà cửa, xe cộ, vợ chồng, chức vụ, vân vân. Chắc chắn 100%, dầu cho ông tổng thống cái cảm giác mà để tranh cử được rồi, ông hưởng cái chức vụ đó, đến cái lúc ông cũng chán phèo, sao tôi mệt dữ vậy ta, cái cảm giác mà tôi muốn đi đâu bắt người ta, cái cảm giác mà tôi muốn ông tổng thống bây giờ nó đi đâu rồi trời, sao để lại cho một bãi chiến trường vậy trời. Nhiều lúc muốn thoát khỏi cái cảnh giới, cái tư tưởng mà muốn làm tổng thống, bởi vì cái tưởng muốn làm tổng thống nó hết rồi. Dù cái nhiều cái gì, vì cái chức nghiệp nó đưa đẩy á, dù vì cái trách nhiệm nó đưa đẩy thôi, cho nó chán trong đó dữ lắm. Bây giờ nó qua khỏi cái tưởng đó rồi. Và sao bây giờ mình cứ tưởng Phật nó cứ hoài cho đến về tới cực lạc vậy ta? Đây là một loại tư tưởng tốt. Mong quý vị nên cố gắng nhớ Phật, tưởng Phật. Cái cảm giác mà lên trên này mong muốn một cái pháp hội nó đến đó, rồi mà mình nói để cho người ta cảm xúc được, trong lòng nó lớn lắm, còn hơn cho vàng, cho bạc, đô la, hột sò. Cái tưởng này nó lớn lắm, chứ không phải đến đây có cái tư tưởng muốn nói để người ta đưa đô la, hột sò, không có. Cho nên cái tưởng nó không có. Mà cái đó nói gì? Ước lệ, nó giỏ hẹp, thấp kém, thấp hèn. Dầu cho được nói xong người ta cho vài ba triệu đô, thấp lắm. Cái này nói chân thật chứ không phải ngã mạng đâu. Bởi vì mình chưa có cái cảm giác tưởng ngồi đây đó. Cho nên quý vị thấy, mà họ là có cái tưởng cảm giác là họ sẽ gây quỹ, họ có một số tiền kích xù, họ xây cái chùa, xây lên rồi cuối cùng nó qua cái cảm giác tưởng đó rồi, cũng chán phèo. Đúng không? Rồi cũng để lại thôi. Mà sao bị nó đánh lừa mình bỏ hết cả cuộc đời mình vô đó vậy? Sao mình không nhớ Phật tưởng Phật đi? Mà nhớ Phật tưởng Phật đã có rồi thì tất cả những cái khác nó có hết. Bởi vì đây là công đức viên mãn bao trùm. Không phải đánh lừa quý vị đâu, không phải nói mà kiểu nói lừa quý vị đâu. Mà sự thực chúng tôi đã nhớ Phật tưởng Phật tụng kinh tại tỉnh Thất Quan Âm 3 năm, thấy khác. Đổi cảnh giới. Hồi nãy giờ ngồi đây đến bây giờ có cảm giác là thấy chính xác đúng không? Tự nhiên tôi dẫn dắt từ cái tưởng của phàm phu khổ đau. Rồi khi mình ngủ mình tưởng trong giấc mộng, thì trong giấc mộng đó là cảnh giới, nhưng mà nó mộng nó tan nhanh quá. Mộng vỡ rồi nó tan nhanh quá.
Nhưng trong cuộc sống này này, là mình giống như là trong giấc mộng. Thì ai nhìn thấy cuộc sống này là trong giấc mộng thì người đó là giác. Giác là ai? Giác là Phật. Phật là giác, chúng sanh là mê. Thì Phật thấy chúng sanh đang mê trong cõi trần này nè, thì Phật nói mình là giống như là mình đang, hồi tối hôm qua mình mộng vậy đó. Mà cái giấc mộng ngủ nó ngắn hơn, còn giấc mộng này thì nó dài hơn, khoảng 100 năm, có người 60 năm. Mà cũng là mộng, mà trong mộng đó thì tưởng những cái vớ vẩn. Ở Việt Nam hay dùng danh từ là ba dớ, tưởng những cái vớ vẩn vẫn đục, rồi nó làm từ cảm giác khổ này đến cảm giác khổ nọ. Và tưởng đến mức độ tâm người ta tịnh tịch tỉnh thanh tịnh, cái tư tưởng của họ niệm Phật đến cái mức độ nó biến thân thể từ cái thân thể xấu xí dốt nát thiếu phước báu trở thành thân thể đẹp đẽ có phước báu, thành một địa vị cao, cũng từ tư tưởng. Nếu mà họ tưởng trong tư tưởng thanh tịnh, mà tưởng trong tư tưởng thanh tịnh đó là tưởng Phật, tưởng Phật là niệm Phật. Hôm nay chúng tôi nói lột ra cái ý tưởng để quý vị hiểu được là nhớ Phật, tưởng Phật của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà Đại Thế Chí Bồ Tát là do Ấn Quang Đại Sư, là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài nói y chang trong này. Vì quý vị không có thời gian nhớ Phật, tưởng Phật nhiều, cho nên thành ra không thay đổi cảnh giới. Thân thể mình không thay đổi, trí tuệ mình không thay đổi. Nếu mà một Phật mà niệm, một Phật mà lạy và một kinh mà tụng lâu ngày, cứ tưởng như vậy đi, thì chắc chắn nó sẽ thành tựu gọi là tâm tưởng sự thành. Nhưng mình đổi nhiều quá, cắt cớ đổi nhiều quá. Hôm nay niệm Phật này, mai Phật kia, mốt pháp môn nọ, nó tùm lum, nó chưa đủ cái sức định, đủ đô để cho nó tưởng thành tựu cái quả. Tưởng là cái nhân, thành tựu được cái tưởng đó là cái quả. Nhớ Phật, tưởng Phật là nhân, và niệm Phật là nhân, về Tây Phương Cực Lạc là quả. Rõ ràng như ban ngày, nhớ tham, niệm tham là nhân, rồi thành ngạ quỷ là dạng quả. Không thoát ly ra nhân quả. Quả bao trùm hết ba đời. Nhân quả ba đời. Ngồi hôm nay nhìn gương mặt có xấu đẹp lé lùng hô chỗ khác nhau cũng là tưởng trong đó đó. Đi ngang qua Phật, ngã mạng không cúi đầu xuống nó lùn. Nhìn người ta nửa con mắt nó lé cũng là tưởng ráo hết trơn, không có chạy đâu. Cho nên Đại Thế Chí nói nhớ Phật, tưởng Phật quá hay, quá hay. Rồi bên đây sao nó phê trong lòng vậy ta, đợi 2 năm. Thôi bây giờ nhớ cơm rồi đó, bắt đầu đói thấy chưa, tưởng cơm. Cái tưởng này nó ghê lắm, chứ bây giờ tại đó cái tưởng đó mà không thay đổi cái tư tưởng phàm phu mà thành tư tưởng Phật là chết như không, giống nói vậy trên. Nó hại mình ghê lắm. Quý vị có cảm giác Hòa Thượng Tịnh Không nói một cái pháp hội như vậy nè, thì mình tưởng Phật, nhớ Phật, Phật đến, Long Thần Hộ Pháp đến, làm sao cho nó thanh tịnh cái đạo tràng. Xuống ăn uống thanh tịnh xong hết đúng 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng đồng hồ là 11:30 mình lên đây, mỗi người có một cuốn kinh tụng kinh niệm Phật với chúng tôi. Chiều hôm nay quý vị sẽ có một cái cảm giác niệm Phật tuyệt vời luôn, rất tuyệt luôn. Và ngày hôm nay rất ý nghĩa, hy sinh không đi làm neo. Là gì? Là không uổng công. Bảo đảm chắc cú không chạy đâu hết trơn. Tối nay về là nó lăn thôi. Nó còn nghe cái cảm giác tưởng này nè, niệm Phật rồi nè, người nó sung sướng. Muốn trở về cái cảm giác này nữa phải 2 năm 2018. Bây giờ mình muốn tự tạo cho mình thì phải niệm Phật, không còn con đường nào khác. Chỉ có một cái sinh lộ này thôi. Nếu không đi trên sinh lộ này thì phải đi vào tử lộ. Vì sao trên con đường này là sinh lộ? Vì người niệm Phật vãng sanh không có chết, mở mắt thấy Phật, tâm thức bước ra khỏi thân, ngồi trên đài vàng đi về, đây gọi là sinh lộ. Còn khi tưởng vẫn vơ khổ đau thì nó phải chết cái thân này, nó đi vào cảnh giới thấp hơn, gọi là tử. Cho nên sanh tử không quan trọng, mà tử sanh chết đi về đâu là quan trọng. Trong cái cuốn này nói tử sanh là quan trọng, Hòa Thượng Tịnh Không nói trong cuốn này. Quý vị về đọc cho kỹ cái cuốn này, chúng tôi in 10.000 cuốn để tặng cho người ta. Mình về mình coi cái cuốn này. Hình như là cái cảnh giới của chúng tôi khi buông hết, không trụ trì, không xây chùa, không quyên góp, không gây quỹ, và không có một cái gì để nó dính mắc bên ngoài, chỉ một cái con đường duy nhất đó là giảng kinh, hình như có cảnh giới nâng cao.
không phải mình tự mãn, nhưng mà mình thấy rất là ưng ý trong cái buổi giảng, và những người Phật tử nghe người ta có cảm xúc. Và đặc biệt hôm nay không ai ngủ thiền, không phải là vừa thiền vừa ngủ cũng đỡ, nhìn xuống thấy yên ổn. Chắc chắn ngày mai sẽ đầy cái hội trường này. Nhưng mà hôm nay họ không được nghe buổi giảng này cũng là một việc rất đáng tiếc, đúng không? Bởi vì họ tiếc tiền, họ thương nghề nghiệp, họ không tưởng nổi vô đây cho nên họ phải ở nhà, đúng không? Cũng là tưởng ráo hết thôi. Nếu mà tưởng mạnh cái đã đẩy vô đây cho coi. Rồi thôi, giờ chúng ta ngồi tại chỗ chắp tay trang nghiêm hồi hướng, xong mình xuống dùng cơm, đi thiệt là trang nghiêm thanh tịnh ha. Đúng ra cái đạo tràng của Hòa Thượng Tịnh Không vô đó 10.000 người năm 2014 chúng tôi qua, 10.000 người mà không có một tiếng nói, 10.000 người mà họ đi lấy cơm xong họ vô họ ngồi lại họ ăn, nó thanh tịnh vô cùng luôn. Để một cái thùng đó tùy hỷ, muốn cúng nhiêu cúng, không cúng thì thôi. Không có một lời nói thiếu thốn cái gì, gây quỹ cái gì, kêu góp cái gì, vận động cái gì, để cái tâm họ hoàn toàn thanh tịnh. Chứ nhiều lúc gây quỹ lúc này thì sung lắm, hoan hỷ lắm, đưa cái về nhà tiếc, đứt ruột, đứt gan cho coi. Cái tâm ích kỷ nó còn, cho nên là về nó khổ. Cho nên hôm nay tùy hỷ, có ít cũng ít, có nhiều cũng nhiều, cũng có khỏi cúng. Ban tổ chức tùy hỷ phát tâm, nhất là gia đình Quán Đạt, 2 năm để dành bỏ ống đến hôm nay làm. Khi xong rồi gì? Khi xong rồi cúng dường thanh tịnh cho Pháp hội Quán Thế Âm bên Việt Nam phóng sanh in kinh làm phước cho nó trọn vẹn. Chứ không phải đứng ra tổ chức như vậy xong bắt đầu lấy tiền cất, mượn hơi ông thầy, không có. Mới cái tâm như vậy tự nhiên nó không có thành. Nó khiến chuẩn bị tổ chức bệnh sốt, sốt lên, sốt đã xong cái hết tổ chức cái nó khỏe. Chứ đừng đơn giản như nó nha, không phải đơn giản như đó đâu à. Một cái pháp hội chính nghĩa không phải là đơn giản nha. Cho nên chúng tôi làm việc cho Phật tâm thanh tịnh đến chỗ nào nó cứ thông suốt, thông suốt, thông suốt. Chúng tôi nói chân thật là như vậy. Còn mình có tâm tà vậy một cái là nó có vấn đề liền. Nó biến chất từ cái tư tưởng đó thành gì không vô trong chánh được. Hiểu chỗ này à? Gặp hiểu hết mà về quên hết cho coi. Thôi giờ mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này